Trong vùng đất Trung Châu, các quốc gia tranh đấu không ngừng, một nhóm người dân để tránh hỗn loạn đã di cư về phía Tây, vượt qua rừng rậm và phát hiện ra một nơi như tiên cảnh. Tại đây, hàng nghìn dặm hoa đào nở rộ, cỏ cây tươi tốt, người dân vui mừng, đóng cửa khẩu để tránh thế gian và đặt tên cho nơi này là Thung Lũng Đào Hoa. Trải qua hàng trăm năm, Thung Lũng Đào Hoa đã bầu chọn tộc trưởng là A La Phụng dẫn dắt mọi người sống một cuộc sống yên bình không tranh đấu với thế giới bên ngoài. Trong khi đó, bên ngoài Thung Lũng Đào Hoa, thế giới đã ổn định, quốc thái dân an, những nơi như Thượng Kinh, Diêu Châu vẫn lưu truyền truyền thuyết về Thung Lũng Đào Hoa. Cháu trai của Tả Đô Đốc mới của Diêu Châu, duy nhất của trưởng công chúa, Tả Kinh Luân, để điều tra tình hình của các quan chức trước khi nhậm chức một tháng đã lên đường đến Diêu Châu, nơi có một truyền thuyết đặc biệt về một khu rừng đào và điều kỳ diệu hơn là có một dòng suối trường sinh, được đồn đại rằng chỉ cần uống nước từ suối này sẽ sống mãi không già. Tả Kinh Luân không quá để tâm, chỉ dặn dò người hầu chăm sóc lẫn nhau và tiếp tục hành trình trong rừng mù mịt. Con ngựa của Tả Kinh Luân bất ngờ hoảng sợ và biến mất trong sương mù cùng với anh ta. Bên trong Thung Lũng Đào Hoa, Liễu Khanh Khanh, một cô gái ngây thơ và tốt bụng, kế nhiệm A La Phụng cần phải dùng máu hươu để cúng trời, trái tim của cô hướng về Thẩm Phi Dương. Nhưng trong lúc đi săn đã bị Liễu Khanh Khanh ngăn cản, chỉ cần có máu là được, không cần lấy mạng sống của nó. Sau khi lấy máu hươu, Liễu Khanh Khanh còn rất tận tình băng bó vết thương cho nó. Liễu Khanh Khanh kế nhiệm A La Phụng, chính thức trở thành A La Phụng thứ 15. Theo quy định của tộc, sau khi kế nhiệm A La Phụng cần phải tuân theo ý trời chọn người định mệnh làm chồng. Liễu Khanh Khanh thả một cánh hoa đào vào hồ nước, cánh hoa đào dừng trước ai, người đó chính là người định mệnh. Mọi người đều cho rằng Thẩm Phi Dương là người định mệnh của cô, nhưng không ngờ trong hồ nước bất ngờ xuất hiện một người đàn ông, trở thành người chọn lựa của Liễu Khanh Khanh một cách nhầm lẫn. Tả Kinh Luân được kéo lên với vẻ mặt bối rối, tuy nhiên, Thung Lũng Đào Hoa có quy tắc của tộc, bất kỳ người ngoài nào vào đều bị giết. Tả Kinh Luân lo sợ mình sẽ mất mạng tại đây, nhưng Liễu Khanh Khanh cũng không phải là người tàn nhẫn, trong lúc do dự, Tả Kinh Luân đã nắm lấy cơ hội để chạy trốn. Tả Kinh Luân bị thương ở chân, chạy không được bao lâu thì dừng lại, anh ta lạc vào đây, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại ai. Nhưng Liễu Khanh Khanh phải đưa anh ta trở về. Tả Kinh Luân để tự vệ đã dẫn cô vào lối vào của hang, chỉ là anh không nghĩ rằng lối vào hang sâu như vậy. Liễu Khanh Khanh lấy ra một cây roi, Tả Kinh Luân giả vờ yếu đuối để cô lên trước, Liễu Khanh Khanh cuối cùng cũng mềm lòng. Nhưng không ngờ sau khi Tả Kinh Luân lên được, anh lại kéo cây roi lên và bỏ mặc cô một mình. Trước mắt là cảnh hoa đào nở rộ, bình yên, Tả Kinh Luân không nghĩ rằng có một nơi như vậy ở phía Tây Nam. Chưa kịp nhìn ngắm đã bị Liễu Khanh Khanh bắt trở về. Tả Kinh Luân bị nhốt vào ngục, nhưng lo lắng mình sẽ mất mạng và mẹ mình sẽ bị liên lụy. Trên triều đình, mọi người tránh xa Diêu Châu, nhưng Tả Kinh Luân tự nguyện xin nhận nhiệm vụ. Liễu Khanh Khanh không muốn lấy mạng người, Thẩm Phi Dương sẵn lòng giúp cô, nhưng Liễu Khanh Khanh quyết định tự mình làm. Tả Kinh Luân mang theo bạc kim, kiểm tra thức ăn họ đưa không có độc mới ăn ngấu nghiến. Tả Kinh Luân là người chọn lựa của Liễu Khanh Khanh, nhưng theo quy tắc của tộc, cô lại phải giết anh. Liễu Khanh Khanh không biết phải làm thế nào nên đã đi gặp người già trong tộc. Bà lão nói, hơn 100 năm trước cũng có người lạc vào Thung Lũng Đào Hoa, người đó ở lại vài ngày. Ai ngờ người đó đi rồi không lâu sau đã dẫn người khác xâm nhập muốn chiếm đoạt Thung Lũng Đào Hoa. A La Phụng đuổi những tên cướp đi, sau đó đặt ra quy tắc này. Người đó mắc bệnh nặng, uống nước suối trường sinh sau đó bất ngờ khỏi bệnh, do đó quyết định nước suối trường sinh có thể chữa mọi bệnh và vì thế muốn chiếm đoạt Thung Lũng Đào Hoa. Bà lão dặn Liễu Khanh Khanh, với tư cách là A La Phụng, bên ngoài Thung Lũng Đào Hoa, mọi người đang khắp nơi tìm kiếm Tả Kinh Luân. Thời gian nhậm chức đã cận kề, nếu vẫn không xuất hiện thì coi như là không tuân thủ mệnh lệnh, nhà họ Tả e rằng không giữ được nữa. Khi Liễu Khanh Khanh cuối cùng quyết định giết Tả Kinh Luân, anh ta lại yếu ớt phun ra một ngụm máu tươi và ngất đi. Liễu Khanh Khanh không muốn giết một người sắp chết, vì vậy gọi A Nguyên đến cứu anh ta. A Nguyên nói rằng anh ta bị thương nặng bên trong và còn bị đầu độc. Ngục tối ẩm ướt, Liễu Khanh Khanh lại đưa anh ta ra khỏi ngục và không rời bên cạnh anh ta. Nửa đêm Tả Kinh Luân sốt cao, Liễu Khanh Khanh lấy khăn ướt lau cho anh ta, thấy vết thương trên ngực anh, Liễu Khanh Khanh rất ngạc nhiên. Liễu Khanh Khanh cũng suy ngẫm, Tả Kinh Luân chưa từng làm hại Thung Lũng Đào Hoa, nhưng cô lại muốn giết anh, liệu việc này có đúng không? Khi Tả Kinh Luân tỉnh dậy, Liễu Khanh Khanh bảo anh ta ở lại đây không để người khác phát hiện, nếu không cô cũng không thể bảo vệ anh. Về việc Tả Kinh Luân bị độc, thực ra là anh ta biết trước lòng tốt của Liễu Khanh Khanh nên mới dám ăn cỏ có độc. Liễu Khanh Khanh luôn do dự, Thẩm Phi Dương và Long Bà quyết định ra tay giúp cô. Liễu Khanh Khanh thấy Tả Kinh Luân đang đọc sách có chút ngỡ ngàng, anh ta cầm trên tay không qua là những hình vẽ do chính cô vẽ ra, Liễu Khanh Khanh nhầm tưởng Tả Kinh Luân không biết đọc. Thẩm Phi Dương đến ngục, A Nguyên giả vờ Tả Kinh Luân nằm ở đây, nhưng không ngờ lại bị anh ta phát hiện. Thẩm Phi Dương lập tức chạy đến túp lều của Liễu Khanh Khanh, Tả Kinh Luân có thể đấu lại với anh ta, thấy bóng dáng của Liễu Khanh Khanh liền cố ý làm mất tay. Liễu Khanh Khanh cứu Tả Kinh Luân và ngăn Thẩm Phi Dương giết anh ta. Qua cuộc nói chuyện của hai người, Tả Kinh Luân vô tình biết mình là người định mệnh của Liễu Khanh Khanh. Tuy nhiên, Liễu Khanh Khanh không thể mãi cứu anh ta, Tả Kinh Luân phải nghĩ ra một giải pháp lâu dài.
Tả Kinh Luân hẹn Liễu Khanh Khanh gặp nhau tại túp lều, bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô không thể đáp lại, do đó anh đã chuẩn bị một món quà. Liễu Khanh Khanh thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Tả Kinh Luân nhân cơ hội kể về cuộc đời mình. Cha anh mất sớm, mỗi khi nhớ về cha đều lén lút khóc một mình, mẹ anh sẽ dẫn anh đi xem bướm. Tả Kinh Luân nói mình ra ngoài chưa báo tin an toàn cho mẹ. Liễu Khanh Khanh trong lòng dao động, nhưng tiếc rằng cô không thể làm điều gì đối lập với bộ tộc. Thẩm Phi Dương và Long Bà đứng không xa, Long Bà chỉ trích Thẩm Phi Dương không nên để Liễu Khanh Khanh làm theo ý muốn. Họ chưa bao giờ ra khỏi thung lũng đào hoa, không thấy sự gian xảo của người ngoài, Tả Kinh Luân phải chết. Sau khi Liễu Khanh Khanh đi, Thẩm Phi Dương và Long Bà vào nhà, Tả Kinh Luân thấy vậy chỉ có thể đốt túp lều, hy vọng Liễu Khanh Khanh có thể thấy anh ta mới có cơ hội sống sót. Lửa càng lúc càng lớn, Long Bà thấy vậy không có ý định cứu người, may mắn Liễu Khanh Khanh thấy khói kịp thời quay lại cứu anh ta. Long Bà rất thất vọng, rút kiếm đối mặt, nhưng Liễu Khanh Khanh dùng thân mình bảo vệ anh ta. Tả Kinh Luân khác họ, nhưng đó không phải lý do anh ta phải chết. Người trong bộ tộc nghe tin đến, Long Bà hỏi Liễu Khanh Khanh liệu cô có muốn vì Tả Kinh Luân mà bỏ rơi bộ tộc của mình không. Cô đưa kiếm cho Liễu Khanh Khanh, bảo cô giết Tả Kinh Luân để an lòng người trong bộ tộc. Liễu Khanh Khanh vẫn không hạ tay, tổ tiên của họ để tránh chiến loạn mới ẩn cư tại thung lũng đào hoa, nhưng giết người ngoại tộc lại trái với ý nguyện ban đầu của tổ tiên. Liễu Khanh Khanh không muốn làm kẻ hành quyết, và lời nói của cô cũng đã chạm đến trái tim của người trong bộ tộc, họ sẵn lòng tin tưởng vào A La Phụng của mình. Liễu Khanh Khanh tuyên bố Tả Kinh Luân là người định mệnh của mình, nhưng anh ta phải hứa sẽ ở lại thung lũng đào hoa, qua đời này qua đời khác mãi mãi không rời đi. Tả Kinh Luân lập tức thề nguyện, bảo toàn mạng sống của mình. Liễu Khanh Khanh yêu cầu Tả Kinh Luân cởi bỏ áo quần để cô bôi thuốc cho anh, hỏi anh tại sao lại hứa sẽ ở lại thung lũng đào hoa, chẳng lẽ không muốn gặp mẹ mình nữa sao? Tả Kinh Luân nói Liễu Khanh Khanh đã làm quá nhiều vì mình, anh không muốn làm khó cô. Liễu Khanh Khanh tuyên bố anh là người định mệnh của mình cũng chỉ là để bảo vệ anh, không có ý muốn kết hôn với anh. Sau đó, Liễu Khanh Khanh đi gặp Long Bà xin lỗi. Long Bà cho rằng Tả Kinh Luân rất có mưu mẹo, chắc chắn sẽ tìm cách rời khỏi nơi này. Cần phải nhanh chóng tìm ra lối ra khác để ngăn Tả Kinh Luân rời khỏi thung lũng đào hoa, nếu không hậu quả sẽ không lường được. Long Bà dặn Thẩm Phi Dương, nếu Tả Kinh Luân muốn rời đi thì phải giết. Tin tức về sự mất tích của Tả Kinh Luân lan truyền trong triều, nếu không kịp nhậm chức thì là tội đáng chết. Tả Kinh Luân thực sự muốn tìm ra lối ra để rời khỏi đây, vết thương của anh cũng gần như hồi phục. Liễu Khanh Khanh rất giỏi võ, Tả Kinh Luân biết mình không đánh lại cô, nên đã làm một số bánh ngọt cho cô ăn. Thung lũng đào hoa chỉ có bánh mì, Liễu Khanh Khanh chưa bao giờ ăn những thứ này nên ăn rất vui vẻ. Liễu Khanh Khanh muốn dẫn bộ tộc đi bắt cá, Tả Kinh Luân tự nguyện muốn đi cùng. Tả Kinh Luân cố ý giúp Liễu Khanh Khanh sắp xếp tóc trước mặt Thẩm Phi Dương, làm Thẩm Phi Dương rất thất vọng. Tả Kinh Luân nói mình có cách bắt cá với ít sức lực hơn, Liễu Khanh Khanh rất tò mò. Trong rừng còn có nhiều người đang tìm kiếm Tả Kinh Luân, vệ sĩ trung thành của anh, Cẩm Huyên, nhận được tin tức và ngay lập tức đến đây, nhưng tìm khắp rừng cũng không thấy dấu vết của Tả Kinh Luân. Cẩm Huyên cảm thấy khu rừng này rất đáng ngờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước bên ngoài rừng. Tả Kinh Luân đã làm một cái lưới đánh bắt được nhiều cá, Liễu Khanh Khanh nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cẩm Huyên và Ba Cửu tìm thấy một con sông và bên bờ sông tìm thấy túi hoa của Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân nhìn dòng sông này, nghĩ rằng đây chính là lối ra để rời khỏi thung lũng đào hoa. Lợi dụng việc Thẩm Phi Dương không ưa mình, Tả Kinh Luân cố ý té xuống hồ, dưới nước có dòng chảy mạnh và nhiều con sông ngầm. Tả Kinh Luân đã tìm thấy lối ra, nhưng vì dòng nước quá mạnh nên không thể bơi ra ngoài được, chân còn bị dòng nước cuốn chặt không thể cử động. Liễu Khanh Khanh lặn xuống đáy hồ, cứu Tả Kinh Luân lên. Liễu Khanh Khanh đã cứu Tả Kinh Luân lên, Thẩm Phi Dương vội vàng giải thích mình chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái, không ngờ anh ta lại rơi xuống nước. Thẩm Phi Dương nghi ngờ, Tả Kinh Luân biết bơi tại sao lại rơi vào chỗ nước sâu như vậy. Liễu Khanh Khanh nói dòng chảy dưới đáy hồ mạnh, một chút sơ suất sẽ bị cuốn trôi. Hàn Phúc nhiều lần tìm đến tướng quân, nói muốn ép Tả Kinh Luân xuất hiện, nếu không sẽ báo cáo lên triều đình. Đây là cơ hội tốt để lật đổ anh ta, nhưng tướng quân nói mình chưa bao giờ thèm khát chức vị đô đốc, hy vọng Hàn Phúc không làm như vậy nữa. Hàn Phúc trong lòng rất không thoải mái, cho rằng anh ta dựa vào mối quan hệ cũ với cha của Tả Kinh Luân mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Hàn Phúc quyết tâm, chỉ cần Tả Kinh Luân xuất hiện sẽ khiến anh ta chết không toàn thây. Cá nướng do Tả Kinh Luân làm rất được mọi người yêu thích, Liễu Khanh Khanh ăn xong cũng cảm thấy rất ngon, còn cho anh ta uống rượu từ tay mình. Long Bà đến, mọi người xung quanh họ nói Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân rất đẹp đôi, lập tức chọn một ngày 18 làm ngày cưới. Liễu Khanh Khanh rất khó xử, Tả Kinh Luân nghĩ đến ngày đó chính là ngày nhậm chức của mình liền đồng ý. Long Bà nói với Tả Kinh Luân sau khi thành hôn phải tuân thủ quy tắc của thung lũng đào hoa, không được tùy tiện bước vào các khu vực cấm. Đêm khuya vắng lặng, Tả Kinh Luân thấy Liễu Khanh Khanh đã ngủ liền đến nơi linh thiêng của thung lũng đào hoa, điện Bất Lão Tuyền. Long Bà và Thẩm Phi Dương đã sẵn sàng mai phục để bắt Tả Kinh Luân. Khi Tả Kinh Luân sắp bước vào khu vực cấm, Cẩm Huyên xuất hiện ngăn cản họ. Hóa ra Cẩm Huyên đã tìm ra anh ta sau nhiều nỗ lực,
cũng là người lạc vào thung lũng đào hoa. Cẩm Huyên nói với Tả Kinh Luân tình hình bên ngoài không tốt, Tả Kinh Luân rất lo lắng, chỉ là lối ra bằng nước không thể đi được, túi hoa của anh ta lại làm sao trôi ra được. Tả Kinh Luân nghĩ rằng dòng chảy trong con đường nước có thể thay đổi, đợi khi nước rút xuống sẽ có thể ra ngoài. Liễu Khanh Khanh đến điện thánh nhưng không thấy Tả Kinh Luân ở đó, Long Bà và Thẩm Phi Dương vẫn không từ bỏ, muốn thử thách Tả Kinh Luân trước khi đại hôn. Tả Kinh Luân không đến điện thánh, nhưng Liễu Khanh Khanh rất tò mò anh ta đã đi đâu. Trở lại túp lều, Tả Kinh Luân và mọi người đang nướng khoai ăn, Liễu Khanh Khanh tin rằng anh ta ra ngoài chỉ để tìm củi dẻo nướng khoai, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tả Kinh Luân yêu cầu Cẩm Huyên một mình ổn định không gây thêm rắc rối, Cẩm Huyên vô tình vào phòng của Thẩm Phi Dương và còn lấy đi quần áo của anh ta. Thẩm Phi Dương phát hiện quần áo mất, cứ nghĩ là Tả Kinh Luân làm, sáng hôm sau liền tìm đến Tả Kinh Luân đầy tức giận để hỏi. Tả Kinh Luân tỏ ra bối rối. Liễu Khanh Khanh tách hai người ra sau đó, yêu cầu Tả Kinh Luân đi cùng mình đi kiểm tra làng. Trong thung lũng đào hoa mỗi ngày đều xảy ra nhiều chuyện, Liễu Khanh Khanh là A La Phụng phải tự mình kiểm tra. Hai ông lớn vì chơi cờ mà cãi nhau, Tả Kinh Luân liền mời họ uống và chơi một ván cờ với mình. Cẩm Huyên tình cờ gặp Thẩm Phi Dương, vì anh ta đã âm mưu chống lại chủ nhân của mình nên cần phải khiến anh ta trả giá. Tả Kinh Luân giúp Liễu Khanh Khanh giải quyết chuyện của các chú, nhưng Liễu Khanh Khanh lại lo lắng vì Tả Kinh Luân có vẻ như nhớ nhà. Nếu Tả Kinh Luân ra đi mà không tiết lộ vị trí của thung lũng đào hoa thì cho anh ta đi có sao không? Trưởng công chúa vội vàng đến Diêu Châu, lo lắng ai đó sẽ nắm bắt cơ hội này để gây rối, nếu không nhà họ Tả sẽ khó giữ được, cô phải đến để ổn định tình hình. Cẩm Huyên ăn trộm bánh mì nhà Thẩm Phi Dương, đêm lại lén lút vào phòng Thẩm Phi Dương, định cho thứ gì đó vào trà thì bị Thẩm Phi Dương phát hiện. Thẩm Phi Dương vội vàng báo cho Long Bà, thung lũng đào hoa lại có người lạ mặt, lại còn là một cô gái nữa. Tả Kinh Luân nói với Cẩm Huyên, giờ khi việc rời đi đã cận kề thì tuyệt đối không được gây thêm rắc rối. Tả Kinh Luân yêu cầu Cẩm Huyên xuống nước khám phá con đường nước, dù Cẩm Huyên không hề muốn nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đêm trăng tròn sẽ có một sự thay đổi, 3 ngày sau chính là đêm trăng tròn, đó cũng là ngày họ rời đi. Cẩm Huyên ướt đẫm, lầm bầm chửi bới trên đường lại gặp Thẩm Phi Dương, Cẩm Huyên chỉ có thể thả một quả bom khói để tìm Tả Kinh Luân. Long Bà và Thẩm Phi Dương theo dấu đến túp lều, Tả Kinh Luân vội vàng giấu Cẩm Huyên đi. Thẩm Phi Dương nhân cơ hội tìm kiếm trong nhà của Tả Kinh Luân, may mắn là Cẩm Huyên phản ứng nhanh và kịp thời chạy trốn, anh ta không tìm thấy gì cả, Tả Kinh Luân thở phào nhẹ nhõm. Long Bà vẫn muốn giết Tả Kinh Luân nhưng lại một lần nữa bị Liễu Khanh Khanh ngăn cản, Long Bà và Thẩm Phi Dương chỉ có thể bực bội rời đi. Tả Kinh Luân tỏ vẻ xin lỗi, bản thân đã làm Liễu Khanh Khanh khó xử, Liễu Khanh Khanh an ủi rằng Long Bà và Thẩm Phi Dương có lo lắng về anh cũng là điều bình thường. Long Bà và Thẩm Phi Dương biết rằng Liễu Khanh Khanh sinh ra đã thông minh, sớm đã biết ý định của Tả Kinh Luân, chỉ là không tránh khỏi đã có ý định để anh rời đi. Cẩm Huyên nhiều lần gây rối, Tả Kinh Luân cũng không biết phải làm sao với cô ấy. Liễu Khanh Khanh vô tình phát hiện một chiếc châm, biết rằng Tả Kinh Luân chắc chắn đã giấu mình điều gì đó. Tả Kinh Luân tìm cho Cẩm Huyên một nơi để nghỉ ngơi, còn đưa cô ấy thuốc chữa thương nội tạng. Cẩm Huyên hỏi anh có ý với Liễu Khanh Khanh không, còn cố tình đưa Tả Kinh Luân thuốc mê, khiến Tả Kinh Luân rất tức giận. Cẩm Huyên vội vàng xin lỗi nhưng bên trong lại chê bai anh với Liễu Khanh Khanh dịu dàng, với thuộc hạ lại như một Diêm Vương sống. Liễu Khanh Khanh thấy Tả Kinh Luân trở về muộn vào đêm khuya, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Ba Cửu và những người khác cuối cùng cũng đến Diêu Châu và được biết trưởng công chúa đang trên đường đến. Đêm nay vào lúc nửa đêm nước sẽ rút xuống, đây là thời điểm tốt nhất để rời đi, nhưng với đám cưới sắp tới, Tả Kinh Luân không biết phải đối mặt với Liễu Khanh Khanh như thế nào. Người trong bộ tộc chuẩn bị trang phục cưới cho Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân, Tả Kinh Luân cảm thấy vải không đủ vui vẻ, bảo cô để mình lo liệu việc này. Cẩm Huyên nghĩ mình tối nay sẽ đi, quyết định dùng thuốc dạy dỗ Thẩm Phi Dương, không ngờ Thẩm Phi Dương võ công cao cường. Cuối cùng Cẩm Huyên đành phải dùng thuốc mê, không bao lâu Thẩm Phi Dương liền yếu ớt, chỉ là Cẩm Huyên cũng vô tình hít phải thuốc mê, không lâu sau cả hai cùng ngã xuống. Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Phi Dương chất vấn Cẩm Huyên đã làm gì, nhưng Cẩm Huyên liên tục nói rằng mình đã bị anh ta làm ô uế. Thẩm Phi Dương giật mình, một lúc lâu không dám hành động. Tả Kinh Luân đã làm ra loại vải rất đẹp, trong khi Liễu Khanh Khanh trong lòng biết rằng anh ta sẽ rời đi nhưng vẫn cảm thấy rất buồn. Vì vậy đã lấy hết can đảm yêu cầu anh ta hứa một điều, nếu một ngày nào đó anh ta phải rời khỏi thung lũng đào hoa thì không bao giờ tiết lộ vị trí của thung lũng đào hoa cho bất kỳ ai. Nếu một ngày nào đó vi phạm lời hứa, Liễu Khanh Khanh sẽ đuổi theo anh ta đến tận cùng trời đất để lấy mạng anh. Liễu Khanh Khanh phải bảo vệ quê hương, Tả Kinh Luân đã tặng cho cô con dao găm mà anh ta mang theo bên mình, hy vọng cô sẽ cẩn thận. Cẩm Huyên sau khi bị Tiểu Hạch Đào phát hiện đã làm cho cậu ta bất tỉnh, Tả Kinh Luân nhắc nhở cô không được làm hại người nơi đây. Long Bà và Thẩm Phi Dương định tận dụng lúc Liễu Khanh Khanh không có mặt, cố tình mai phục bên hồ sẵn sàng hành động. Đúng lúc này, Tả Kinh Luân nghe tin Liễu Khanh Khanh chưa trở về có lẽ đã gặp chuyện, lập tức rất do dự không biết có nên đi hay không. Nhưng không biết rằng, Liễu Khanh Khanh đang ở bên hồ nhìn anh ta rời đi.
Thẩm Phi Dương nhìn anh ta đi đến bên hồ và quyết định bắn một mũi tên giết anh, nhưng thấy Cẩm Huyên bên cạnh lại không thể quyết định. Tả Kinh Luân đột nhiên do dự, Liễu Khanh Khanh thấy anh rời khỏi bên hồ lập tức cưỡi ngựa trở về. Dân làng đều đang tìm kiếm Liễu Khanh Khanh, khi Tả Kinh Luân lo lắng thấy cô trở về cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm lấy cô, hy vọng cô hứa sẽ không bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm nữa. Cẩm Huyên đang chuẩn bị xuống nước thì bị Thẩm Phi Dương chặn lại, lối đi dưới hồ đã bị họ phá hủy, Long Bà cũng chắc chắn sẽ canh gác ở đây. Tả Kinh Luân vì Liễu Khanh Khanh mà từ bỏ ý định rời đi, bộ tộc cũng đã chấp nhận họ, Long Bà một thời gian lâm vào tình thế khó xử. Tả Kinh Luân không biết bản thân đã yêu Liễu Khanh Khanh, chỉ là anh cũng hiểu mình không nên từ bỏ trách nhiệm của mình, vì vậy vẫn quyết định rời đi. Nhưng không ngờ, Cẩm Huyên khóc nói rằng quân Thiên Mạc đã sớm phá hủy lối đi dưới nước, giờ họ thực sự không thể ra khỏi nơi này được nữa. Còn 3 ngày nữa là đến ngày 18 tháng 4, ngày Tả Kinh Luân nhậm chức, anh đang lo lắng trong nhà. Long Bà và mọi người bất ngờ đến, nói rằng có việc quan trọng cần thông báo. Tả Kinh Luân lo sợ Long Bà muốn đối đầu với mình, nhưng không ngờ Liễu Khanh Khanh muốn hoàn thành tục lệ của thung lũng đào hoa với anh. Liễu Khanh Khanh giúp Tả Kinh Luân cài châm hoa đào. Từ đây trở đi anh chính là người của thung lũng đào hoa, là người định mệnh của Liễu Khanh Khanh, suốt đời không thể rời khỏi thung lũng đào hoa. Ba Cửu đi tìm trưởng công chúa để nhận tội, anh từ khi 12 tuổi đã theo bên Tả Kinh Luân, với anh cũng là lòng trung thành, trưởng công chúa mới không động thủ với anh. Trưởng công chúa ngày hôm nay vừa vào thành đã phát hiện nhiều gián điệp, Ba Cửu nói chắc chắn là do Hàn Phúc làm, anh ta muốn tận dụng cơ hội này. Trưởng công chúa yêu cầu Ba Cửu sớm tìm lại Tả Kinh Luân, cô sẽ ổn định tình hình. Ngày Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh kết hôn sắp đến, mỗi nhà mỗi hộ đều mang ra những thứ tốt nhất trong nhà để mừng. Tả Kinh Luân không thể ra đi, Liễu Khanh Khanh cũng đã có tình cảm với anh, Long Bà chỉ có thể để họ kết hôn. Còn yêu cầu Thẩm Phi Dương sớm tìm được Cẩm Huyên, họ sắp kết hôn, Cẩm Huyên tuyệt đối không được gây rối. Thẩm Phi Dương trở về phòng thì phát hiện Cẩm Huyên ở trong nhà mình, Long Bà nghe thấy tiếng động vội vàng đến, Thẩm Phi Dương vội vàng giấu Cẩm Huyên đi. Long Bà nghĩ Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân sắp kết hôn trong lòng không vui, không ngờ Thẩm Phi Dương nói mình đã quyết định sẽ an tâm phụ giúp Liễu Khanh Khanh. Cẩm Huyên dựa vào việc Thẩm Phi Dương đã hôn mình trong hang động để yêu cầu anh ta giúp tìm thức ăn, Thẩm Phi Dương không có cách nào với cô. Tả Kinh Luân tình cờ phát hiện ra cách thức mà người dân thung lũng đào hoa đi vào, họ đi qua cánh cổng đá, vậy chắc chắn cũng có một cánh cổng đá khác để ra ngoài. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên nghĩ rằng cánh cổng đá có lẽ nằm trong nhà của Long Bà. Kết hôn sắp đến, theo phong tục họ nên cùng nhau tham quan thung lũng đào hoa và cùng uống rượu hoa đào. Tả Kinh Luân uống rượu hoa đào, lần đầu tiên anh có thời gian rảnh để thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Liễu Khanh Khanh biết rằng Tả Kinh Luân có công việc của mình phải làm, anh có thể đã rời đi nhưng vì cô mà ở lại, Liễu Khanh Khanh rất biết ơn tình cảm anh dành cho mình. Không khí giữa hai người hơi nặng nề, Long Bà vì lợi ích của bộ tộc mà quyết định một mình, Liễu Khanh Khanh quyết định giao phù hiệu của mình cho Tả Kinh Luân để anh có thể rời đi. Nhưng Tả Kinh Luân đã hôn cô, tất cả những thứ khác không còn quan trọng, anh rất muốn ở lại. Có lẽ anh đến thung lũng đào hoa, trở thành người định mệnh của Liễu Khanh Khanh tất cả đều là ý trời, vậy tại sao họ không tuân theo ý trời để sống bên nhau mãi mãi? Liễu Khanh Khanh rất cảm động, Tả Kinh Luân hứa hẹn sẽ bên cô mãi mãi, nhưng bí mật anh vẫn luôn tìm kiếm cánh cửa đá. Cẩm Huyên đã cho thuốc mê vào thức ăn của Long Bà và Thẩm Phi Dương và đêm đó cùng Tả Kinh Luân lẻn vào phòng của Long Bà. Khi họ đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Phi Dương tỉnh dậy. Cẩm Huyên dùng chuyện lần trước để Thẩm Phi Dương không dám làm gì, nhưng Thẩm Phi Dương vẫn cảnh báo Tả Kinh Luân phải chung thủy với Liễu Khanh Khanh, nếu không anh sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống để giết anh. Nơi an toàn nhất trong thung lũng đào hoa ngoài nhà Long Bà thì chính là phòng của Liễu Khanh Khanh, nhưng Tả Kinh Luân bình thường không phát hiện ra cửa ẩn nào, vì vậy đoán chắc là có nơi anh chưa tìm kiếm. Tả Kinh Luân đã tìm thấy một lối đi bí mật trong phòng của Liễu Khanh Khanh, theo lối đi đó và cuối cùng phát hiện ra cánh cửa đá. Nhưng vào lúc đó, Liễu Khanh Khanh trở về. Tả Kinh Luân tìm thấy cánh cửa đá, nghe thấy tiếng Liễu Khanh Khanh trở về liền vội vàng quay lại, nói rằng muốn sắp xếp lại phòng cho Liễu Khanh Khanh, dù sao họ cũng sắp thành hôn. Gần đây Hàn Phúc càng ngày càng mạnh mẽ, không chỉ triệu tập nhiều quan chức mà còn tăng cường người gác ở cổng thành. Ngày mai chính là ngày Tả Kinh Luân nhậm chức, trưởng công chúa lo lắng không yên. Cẩm Huyên kêu đói, Thẩm Phi Dương lấy cho cô ấy một con gà quay ăn, Cẩm Huyên ăn rất ngon miệng, nói đây là con gà quay ngon nhất mà cô ấy đã từng ăn. Cẩm Huyên hỏi Thẩm Phi Dương có tò mò về thế giới bên ngoài không, Thẩm Phi Dương nói thung lũng đào hoa có quy định, họ không thể ra ngoài và sau này Cẩm Huyên cũng không thể ra ngoài. Thẩm Phi Dương quyết định sau khi Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh kết hôn sẽ làm rõ mối quan hệ của mình với Long Bà và những người khác. Vì Long Bà có thể chấp nhận Tả Kinh Luân, chắc chắn cũng có thể chấp nhận Cẩm Huyên. Thẩm Phi Dương còn tặng cho Cẩm Huyên một chiếc châm hoa đào, Cẩm Huyên rất buồn, cô không muốn ở lại làm người của thung lũng đào hoa. Nhưng không biết rằng Thẩm Phi Dương đã dự định cưới cô làm vợ và chịu trách nhiệm với cô. Tả Kinh Luân viết chữ hỉ lên đèn lồng, Liễu Khanh Khanh mới biết anh không phải là người không biết chữ, chỉ là họ nhận biết chữ không giống nhau mà thôi. Hai người cùng nhau viết chữ hỉ lên đèn lồng đầy đủ, Tả Kinh Luân còn lấy đá từ dưới sông khắc một đôi ngọc phượng hoàng,
nói rằng sẽ đeo đôi ngọc này khi kết hôn. Ngày Tả Kinh Luân nhậm chức, trưởng công chúa chỉ có thể nói rằng Tả Kinh Luân đã đến Diêu Châu chỉ là vì sức khỏe không tốt không thể tiếp khách. Hôm nay là ngày Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh kết hôn, Liễu Khanh Khanh thay trang phục cưới. Tả Kinh Luân nhìn thấy cô ấy đẹp đến ngỡ ngàng, suốt đời này sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô lúc này. Tả Kinh Luân lén lút đổi ngọc phượng hoàng trên người Liễu Khanh Khanh, anh không thực sự muốn kết hôn với Liễu Khanh Khanh mà là muốn lấy phù hiệu của cô để rời khỏi Thung Lũng Đào Hoa. Sau khi Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh bái tổ tiên, Long Bà nói muốn nói chuyện nghiêm túc với Tả Kinh Luân, giờ anh là người của Thung Lũng Đào Hoa. Long Bà hy vọng Tả Kinh Luân có thể đối xử tốt với Liễu Khanh Khanh, từ nay Thung Lũng Đào Hoa chính là nhà của anh. Trong lễ thành hôn, Liễu Khanh Khanh chỉ nhìn Tả Kinh Luân, còn anh lại đang nghĩ mình nên làm sao để rời đi trước mặt mọi người. Hàn Phúc và người khác ép buộc Tả Kinh Luân phải ra mặt, trưởng công chúa chỉ có thể ra mặt đuổi Hàn Phúc đi, tuyên bố Tả Kinh Luân sau chặng đường dài đã mệt mỏi. Hàn Phúc liên tục gây áp lực, trưởng công chúa chỉ có thể rút kiếm ép anh ta lui. Lúc này, tướng quân đột ngột xuất hiện đuổi Hàn Phúc đi, trưởng công chúa cảm ơn rồi bảo anh ta quay về nghỉ ngơi. Khi Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh lên sân khấu làm lễ, Tả Kinh Luân nói rằng ngọc phượng hoàng của mình đã mất, đó là đôi ngọc phượng hoàng do họ làm, phải đeo nó để thành hôn. Liễu Khanh Khanh cười bảo Tả Kinh Luân quay lại tìm, cô sẽ đợi ở đây. Tả Kinh Luân trở về phòng Liễu Khanh Khanh, cùng Cẩm Huyên rời đi qua lối đi bí mật. Mọi người chờ đợi lâu không thấy Tả Kinh Luân trở lại, chỉ có thể nhờ Thẩm Phi Dương đi xem. Thẩm Phi Dương phát hiện Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên dùng ngọc phượng hoàng mở cánh cửa đá, anh yêu cầu Tả Kinh Luân quay lại và thành hôn với Liễu Khanh Khanh, anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tả Kinh Luân chưa xuất hiện, Liễu Khanh Khanh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cẩm Huyên để Tả Kinh Luân an toàn rời đi đã đâm một nhát vào lưng Thẩm Phi Dương. Khi Liễu Khanh Khanh quay trở lại, chỉ thấy Thẩm Phi Dương nằm trên mặt đất, mới hiểu rằng Tả Kinh Luân làm đôi ngọc phượng hoàng chỉ là để đánh cắp phù hiệu của mình. Nghĩ về lời thề non hẹn biển của Tả Kinh Luân vài ngày trước, trái tim Liễu Khanh Khanh càng đau thêm, biết anh sẽ nói dối nhưng Liễu Khanh Khanh vẫn chọn tin tưởng. Với sự lừa dối như vậy, Liễu Khanh Khanh không bao giờ dễ dàng tha thứ cho Tả Kinh Luân, mãi mãi không bao giờ. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên cuối cùng đã rời khỏi Thung Lũng Đào Hoa qua lối đi bí mật, đến khu rừng mà trước đây họ đã lạc. Tả Kinh Luân nhắc nhở Cẩm Huyên nhất định không được nhắc đến chuyện của Thung Lũng Đào Hoa khi ở bên ngoài. Vết thương của Thẩm Phi Dương không sâu và không trúng chỗ hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Liễu Khanh Khanh càng tự trách mình, Long Bà nắm tay cô nói Thung Lũng Đào Hoa đã bị phơi bày, cô lo sợ bi kịch của 100 năm trước sẽ lại xảy ra. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên chưa kịp rời khỏi rừng đã gặp phải sát thủ, Ba Cửu và những người khác kịp thời cứu họ, tình hình ở Diêu Châu rất hỗn loạn, Tả Kinh Luân hơi lo lắng. Ngày Tả Kinh Luân nhậm chức, trưởng công chúa rất lo lắng, nếu anh không trở lại, cô cũng không thể chịu đựng được lâu. Hàn Phúc kiểm soát cổng thành rất nghiêm ngặt, Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên lo lắng không biết làm sao để vào thành, họ phát hiện ra xe ngựa của Vân Mộ. Hàn Phúc dẫn theo tất cả đại phu giỏi của thành đến nhà, nói muốn chữa bệnh cho Tả Kinh Luân, ép buộc anh phải xuất hiện. Khi hai bên đang giằng co, Tả Kinh Luân cuối cùng cũng xuất hiện, trưởng công chúa thấy anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phúc thấy Tả Kinh Luân thay đổi sắc mặt, Tả Kinh Luân đã dạy dỗ họ một bài học. Cẩm Huyên lần này đã có công lớn, trưởng công chúa nói sẽ thưởng cho cô. Trong Thung Lũng Đào Hoa, Liễu Khanh Khanh nhìn chiếc váy cưới của mình đau lòng vô cùng, vô tình phát hiện bức tranh mà Tả Kinh Luân để lại trong phòng. Sự ra đi của Tả Kinh Luân khiến Thung Lũng Đào Hoa xôn xao bàn tán, mọi người đều rất thương tiếc cho Liễu Khanh Khanh. Thẩm Phi Dương nói cho Long Bà về chuyện của Cẩm Huyên, tự trách mình không nên tin lời cô ấy, đã sớm biết họ chủ tớ có mục đích khác. Liễu Khanh Khanh tìm đến Long Bà, cô muốn rời khỏi Thung Lũng Đào Hoa để giết Tả Kinh Luân, bởi vì cô phát hiện ra bức tranh mà Tả Kinh Luân để lại. Long Bà đồng ý, vì nếu Tả Kinh Luân tiết lộ vị trí của Thung Lũng Đào Hoa, họ sẽ không bao giờ có được sự yên bình. Sau đó, Tả Kinh Luân tính sổ, Cẩm Huyên vội vàng nhận lỗi. Tả Kinh Luân nói có việc cần giao cho Ba Cửu và Cẩm Huyên làm, anh yêu cầu Ba Cửu dẫn người tiếp quản bố phòng ở hai hướng Nam và Bắc, đồng thời yêu cầu Cẩm Huyên điều tra rõ mối quan hệ giữa các quan chức lớn và Hàn Phúc. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Thung Lũng Đào Hoa, Long Bà đưa cho họ một số viên đá, nói rằng mang theo chắc chắn sẽ có ích lớn, với thời hạn là 3 tháng, đến lúc đó nhất định phải quay về. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương rời khỏi Thung Lũng Đào Hoa, lần đầu tiên đến thế giới bên ngoài cảm thấy lạ lẫm. Đến một trạm dừng chân họ dùng hai cái bánh mì đại mạch để đổi lấy nước trà, không ngờ chủ tiệm coi thường đuổi họ đi. Mọi người thấy họ ăn mặc kỳ lạ, không biết họ là ai. Khi hai người chuẩn bị rời đi, một viên đá rơi ra, chủ tiệm thấy vậy liền mời họ ngồi xuống chỗ tốt, còn chỉ cho họ đường đến Diêu Châu. Tướng quân đến gặp Tả Kinh Luân, tình hình ở Diêu Châu không mấy lạc quan, cả hai cần cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn của Diêu Châu. Tả Kinh Luân triệu tập mọi người để bàn bạc, Hàn Phúc căn bản không coi Tả Kinh Luân ra gì, Tả Kinh Luân tự nhiên phải cho anh ta một bài học. Tả Kinh Luân yêu cầu Hàn Phúc và người khác quyên góp một số lương thực để giải quyết khẩn cấp, tướng quân dẫn đầu quyên góp lương thực, Hàn Phúc và những người khác cũng chỉ có thể đồng ý quyên góp. Vào thành Diêu Châu cần kiểm tra,
Tả Kinh Luân và Thẩm Phi Dương không biết làm sao để vào. Hai người suôn sẻ qua kiểm tra vào thành Diêu Châu, phát hiện mọi người ở đây mặc khác họ, đã cố ý mua một bộ quần áo mới, như vậy sẽ không bị coi là lạ lùng. Xe của Tả Kinh Luân vô tình đi ngang qua, chỉ là hai người cách xa nhau và không nhìn thấy nhau. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương đến một quán rượu, họ hết thực phẩm khô nên chỉ có thể vào ăn một bữa, hai người lấy ra viên đá, tiểu nhị vội vã mời họ vào. Trưởng công chúa cũng tình cờ đang ăn tại quán rượu, Liễu Khanh Khanh nhìn thấy sau đó yêu cầu người ta mang một suất món ăn giống hệt trên bàn của họ. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương nói về Tả Kinh Luân, cô nghe nói Tả Kinh Luân sẽ đến Diêu Châu nhậm chức, vì vậy anh ta chắc chắn đang ở Diêu Châu. Trưởng công chúa nghe thấy tên Tả Kinh Luân rất tò mò, không biết Liễu Khanh Khanh cuối cùng và anh ta có quan hệ gì. Có vài đứa trẻ đến quán xin ăn, Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương thấy vậy không nỡ lòng nên cho chúng một ít thức ăn, trưởng công chúa thấy vậy đặc biệt yêu cầu nhà hàng làm mới bánh mì cho chúng. Liễu Khanh Khanh vội vàng cảm ơn trưởng công chúa, trưởng công chúa nói cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, hỏi họ đang tìm ai. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương trả lời họ đang tìm Tả Kinh Luân. Trưởng công chúa nghĩ Liễu Khanh Khanh là mối quan hệ tình cảm mà Tả Kinh Luân gặp phải khi đi xuống phía Nam, vội vàng nói không biết Tả Kinh Luân. Gần đây số lượng người ăn xin ở thành Diêu Châu rất nhiều, Tả Kinh Luân quyết định sẽ sớm sắp xếp chỗ ở cho họ. Những người ăn xin lại đến tìm Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương xin thức ăn, nơi này có rất nhiều người ăn xin, họ đã nhiều ngày không ăn được gì. Liễu Khanh Khanh cho một số đá cho đứa trẻ ăn xin, nhưng đứa trẻ lợi dụng cơ hội đã trộm hết đá trên người cô. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương phát hiện sau đó vội vàng đuổi theo. Vô tình, Liễu Khanh Khanh phát hiện dấu vết của Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân luôn có cảm giác Liễu Khanh Khanh đang ở bên cạnh mình, không biết đó có phải là do anh quá nhớ cô không. Số lượng vệ sĩ bên cạnh Tả Kinh Luân được tăng gấp đôi, đây là mệnh lệnh của trưởng công chúa. Cô lo lắng sẽ có kẻ thù tìm đến, còn gián tiếp hỏi Tả Kinh Luân khi đi xuống phía Nam có gặp được cô gái nào đẹp lòng không. Tả Kinh Luân do dự nói rằng mình cần tập trung vào công việc, không thể nghĩ đến những chuyện khác. Thẩm Phi Dương trên đường thấy Cẩm Huyên vào lầu Xuân Hương, ban đầu muốn vào tìm Cẩm Huyên, không ngờ bị các cô gái vây quanh và cho uống rượu say. Cẩm Huyên thấy vậy rất tự hào, không ngờ rằng Thẩm Phi Dương chưa hề bị say, sau nhiều lần bị cô lừa dối, Thẩm Phi Dương đã không còn tin tưởng cô nữa. Thẩm Phi Dương trói Cẩm Huyên lại, từ giờ trở đi anh không cho phép cô rời đi một bước. Thẩm Phi Dương lấy ra con dao mà trước đó Cẩm Huyên đã dùng để đâm mình và hỏi cô Tả Kinh Luân ở đâu. Cẩm Huyên nói rằng họ đã lạc nhau sau khi rời khỏi thung lũng Đào Hoa, cô cũng không tìm thấy Tả Kinh Luân. Cẩm Huyên không xuất hiện, Tả Kinh Luân và Ba Cửu đều nghĩ cô đã đi chơi thú vui. Liễu Khanh Khanh không tìm thấy Thẩm Phi Dương nên đã tìm một bãi đất trống để thả pháo hoa. Đây là điều Tả Kinh Luân nói với cô rằng chỉ cần sau này cô gặp nguy hiểm hoặc muốn gặp anh thì có thể thắp sáng pháo hoa này, Tả Kinh Luân sẽ ngay lập tức xuất hiện. Khi Tả Kinh Luân đang nhớ Liễu Khanh Khanh thì thấy pháo hoa trên trời và vội vã theo hướng đó tìm đến. Ba Cửu dẫn người đi bắt Liễu Khanh Khanh, nghĩ rằng cô là gián điệp. Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên tìm Liễu Khanh Khanh một hồi lâu cũng không thấy, vô tình nghe thấy có người thả pháo hoa ở cổng thành và vội vàng tìm đến. Khi Tả Kinh Luân đến nơi, Liễu Khanh Khanh đã chạy mất, Ba Cửu vẫn nghĩ cô là gián điệp nữ, nghe thấy anh huy động người bao vây Liễu Khanh Khanh khiến Tả Kinh Luân rất tức giận. Thẩm Phi Dương cùng Cẩm Huyên đến nơi, Tả Kinh Luân hỏi Liễu Khanh Khanh ở đâu, nhưng không ngờ anh và Liễu Khanh Khanh cũng đã lạc nhau. Tả Kinh Luân muốn giết Thẩm Phi Dương, nhưng bị Cẩm Huyên ngăn lại. Tả Kinh Luân yêu cầu Thẩm Phi Dương đi tìm Liễu Khanh Khanh, một khi tìm thấy cô phải ngay lập tức đưa cô đến gặp mình. Tả Kinh Luân ra lệnh cho toàn thành tìm kiếm người phụ nữ cầm roi, Liễu Khanh Khanh vô tình nghe được và nghĩ rằng anh đang truy sát mình. Ba Cửu bị phạt quỳ ở cửa thành, sau khi Tả Kinh Luân hết giận đã cho phép anh ta đứng dậy đi tìm kiếm tung tích của Liễu Khanh Khanh. Liễu Khanh Khanh biết được những người ăn xin đều bị người khác ép buộc đi ăn cắp tiền, trong lòng mềm lòng không trách phạt họ. Liễu Khanh Khanh cùng với những người ăn xin nhận cháo và bánh mì, bị tên trùm địa bàn phủ ra dẫn người đến cướp đồ, nhưng đã bị Liễu Khanh Khanh dạy cho một bài học thấm thía. Thẩm Phi Dương đi lang thang trên đường một hồi lâu cũng không tìm thấy Liễu Khanh Khanh, bụng đói meo mà lại không có gì để ăn, Cẩm Huyên thấy vậy đã mua cho anh một tô mì. Liễu Khanh Khanh dùng viên đá mua rất nhiều lương thực cho người ăn xin, Cẩm Huyên nhận được tin có người trong thành mua lương thực lớn liền vội vàng đi báo cho Tả Kinh Luân. Sau khi điều tra, Tả Kinh Luân phát hiện người mua lương thực chính là Liễu Khanh Khanh. Cẩm Huyên đã hỏi rất nhiều người dân lưu vong, nhưng họ đều nói không biết Liễu Khanh Khanh là ai. Tả Kinh Luân yêu cầu Cẩm Huyên dán thông báo, nói rằng ngày mai Tả Kinh Luân sẽ tự mình an bài cho người ăn xin. Thẩm Phi Dương thấy vậy nghĩ đây là cơ hội tốt để giết anh. Ba Cửu thực sự không hiểu tại sao mình không bắt được Liễu Khanh Khanh mà Tả Kinh Luân lại tức giận. Cẩm Huyên nói rằng người phụ nữ gián điệp kia rất quan trọng đối với Tả Kinh Luân, chỉ cần bắt được cô ta thì có thể gỡ tội. Tả Kinh Luân tự mình an bài cho người dân lưu vong và người ăn xin, quả nhiên Liễu Khanh Khanh cũng xuất hiện. Cô thấy Tả Kinh Luân ở đó lập tức rối loạn tinh thần. Tả Kinh Luân thấy Liễu Khanh Khanh rất vui mừng, không ngờ Liễu Khanh Khanh lại rút kiếm đâm vào ngực anh, Tả Kinh Luân không hề ngăn cản. Liễu Khanh Khanh không ngờ Tả Kinh Luân là đô đốc của Diêu Châu, Cẩm Huyên và Ba Cửu vội vàng đến. Cẩm Huyên nói với Liễu Khanh Khanh rằng Tả Kinh Luân là đô đốc của Diêu Châu,
mang trên mình trách nhiệm an nguy của nhân dân, hành động của anh đối với cô cũng là bất đắc dĩ. Như Liễu Khanh Khanh ra ngoài là để giết Tả Kinh Luân, cô không thể dao động. Thẩm Phi Dương xuất hiện muốn đánh chết Tả Kinh Luân nhưng bị Liễu Khanh Khanh ngăn lại, Thẩm Phi Dương rất thất vọng, mỗi lần cô muốn giết anh đều lại do dự. Hàn Phúc thấy vậy cho người đã sắp xếp sẵn làm loạn, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Tả Kinh Luân yêu cầu Cẩm Huyên đi an ủi bà con, không được làm tổn thương họ. Những người dân này không biết từ đâu lấy ra dao lao vào. Liễu Khanh Khanh đã sớm nhận ra họ có vấn đề và bảo vệ Tả Kinh Luân phía sau, họ là sát thủ, giả dạng làm người ăn xin để ám sát anh. Các sát thủ đã tự tử bằng cách uống độc, Tả Kinh Luân tiếp tục an ủi bà con, khẳng định sẽ không để họ phải đói rét và mình đã tìm thấy lương thực bị mất. Người dân tin tưởng Tả Kinh Luân, Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương thấy vậy liền rời đi. Hàn Phúc rất khó hiểu, chẳng lẽ vị trí của lương thực quan đã bị tiết lộ? Tả Kinh Luân vất vả an ủi mọi người nhưng phát hiện Liễu Khanh Khanh đã mất tích, sau đó anh liền ngất đi. Trưởng công chúa rất tức giận vì Tả Kinh Luân bị thương, kể từ khi anh đến Diêu Châu đã liên tiếp xảy ra biến cố, cô không thể không lo lắng. Sau khi Tả Kinh Luân tỉnh dậy, anh yêu cầu Cẩm Huyên chuẩn bị xe ngựa để đi tìm Liễu Khanh Khanh, Ba Cửu muốn ngăn cản nhưng không thành công. Thẩm Phi Dương rất không hài lòng, cũng không hiểu Liễu Khanh Khanh đang nghĩ gì. Liễu Khanh Khanh lo lắng nếu Tả Kinh Luân chết, người dân lưu vong sẽ không được an bài tử tế, nhưng Thẩm Phi Dương lo lắng Tả Kinh Luân dẫn người vào thung lũng đào hoa, Tả Kinh Luân phải chết. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên đến một ngôi đền hoang phía Bắc Thành, Liễu Khanh Khanh truy vấn anh tại sao lại rời khỏi thung lũng đào hoa, tại sao lại trốn hôn, cô lần lượt bảo vệ Tả Kinh Luân nhưng anh lại lần lượt lừa dối cô. Trưởng công chúa phát hiện Tả Kinh Luân mất tích liền vội vàng đến, muốn bắt Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương. Nhưng Tả Kinh Luân ngăn lại nói rằng tất cả là do mình nợ cô, là anh đã sai với Liễu Khanh Khanh. Liễu Khanh Khanh quyết định để Tả Kinh Luân rời đi, Tả Kinh Luân vội vàng dẫn trưởng công chúa đi, nhưng anh sẽ đưa ra lời giải thích cho Liễu Khanh Khanh. Trưởng công chúa hỏi Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh rốt cuộc là chuyện gì. Tả Kinh Luân để bảo vệ bí mật của thung lũng đào hoa không muốn nói gì cả, chỉ yêu cầu trưởng công chúa hứa không làm khó dễ Liễu Khanh Khanh. Hàn Phúc lén rời thành vào ban đêm, nơi cất giữ lương thực quan có một thứ có thể cứu mạng anh. Khi Hàn Phúc đến nơi mới phát hiện lương thực không bị tìm thấy, đây chỉ là kế hoạch của Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân theo dõi Hàn Phúc, cuối cùng tìm được lương thực quan đã mất. Tả Kinh Luân theo dõi Hàn Phúc và tìm thấy lương thực quan được giấu kín. Là quan chức phụ trách Diêu Châu, Hàn Phúc tham nhũng và vi phạm pháp luật, bằng chứng cụ thể từng điều từng cái. Hàn Phúc vội vàng giải thích rằng mình thực sự không biết về sự tồn tại của sát thủ hôm nay, còn nói sẽ giao cho Tả Kinh Luân một thứ gì đó để gỡ tội. Hàn Phúc chưa kịp nói rõ đã bị sát thủ bắn trúng và tấm địa chí trên ngực anh ta đã dính đầy máu không thể nhìn rõ. Tả Kinh Luân nghi ngờ có người khác đứng sau việc cử sát thủ đến giết mình. Người dân lưu vong và người ăn xin đã có chỗ ở, Thẩm Phi Dương muốn cùng Liễu Khanh Khanh trở lại thung lũng đào hoa. Nhưng Liễu Khanh Khanh cần thêm một chút thời gian, cô nhất định phải để sự việc này có kết quả. Thẩm Phi Dương rất thất vọng, nếu cô đã không định giết Tả Kinh Luân thì kết quả đó còn ý nghĩa gì? Mũi tên giết Hàn Phúc có kỹ thuật chế tạo phức tạp, Tả Kinh Luân yêu cầu Ba Cửu điều tra. Cẩm Huyên được trưởng công chúa gọi đến để thưởng cho, Cẩm Huyên thấy chiếc vòng tay màu xanh biếc lập tức mắt sáng lên. Trưởng công chúa muốn hỏi cô về chuyện của Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân, lần này Liễu Khanh Khanh không làm tổn thương Tả Kinh Luân, liệu có lần sau không? Cẩm Huyên nói rằng trong thời gian Tả Kinh Luân mất tích, chính Liễu Khanh Khanh đã cứu cô, họ đã dành thời gian bên nhau và phát sinh tình cảm, thậm chí suýt chút nữa đã kết hôn. Tướng quân biết Tả Kinh Luân bị thương vội vàng đến thăm, còn có một yêu cầu không dễ nói, hy vọng anh có thể tha thứ cho gia đình Hàn Phúc. Không ngờ anh ta lại dám to gan đến mức cử người ám sát mình. Tả Kinh Luân nói người ám sát mình là người khác, tướng quân bày tỏ sẽ dốc sức tìm ra thủ phạm thực sự. Cẩm Huyên vội vàng tìm Tả Kinh Luân, nói trưởng công chúa đi tìm Liễu Khanh Khanh. Trưởng công chúa dẫn người đến phía Bắc Thành gặp riêng Liễu Khanh Khanh. Trưởng công chúa biết chuyện giữa Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh nên muốn xin lỗi Liễu Khanh Khanh. Nói với cô rằng Tả Kinh Luân từ khi 13 tuổi đã tham chiến, được phái đến Diêu Châu cũng là để thực hiện nguyện vọng của cha anh. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên vội vã tìm kiếm Liễu Khanh Khanh, Thẩm Phi Dương thông báo cho họ rằng trưởng công chúa đang ở quán trà bên kia. Trưởng công chúa không phải muốn giải thích thay cho con trai, chỉ là Tả Kinh Luân mang trên mình gánh nặng quá lớn, nhiều chuyện không thể tự chủ. Liễu Khanh Khanh không vì mối hận cá nhân mà để mọi người không có nơi cư trú, trưởng công chúa rất vui mừng, Tả Kinh Luân đối với cô cũng là tình cảm sâu đậm. Tả Kinh Luân vội vã đến nơi, trưởng công chúa thấy vậy liền muốn rời đi, trước khi đi đã rất thân thiện nắm tay Liễu Khanh Khanh hy vọng cô giúp mình chăm sóc Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân đề xuất muốn nói chuyện riêng với Liễu Khanh Khanh, nói rằng anh đã thấy pháo hoa mà Liễu Khanh Khanh thả, thời gian này anh cũng luôn tìm kiếm cô. Cẩm Huyên bị thương, Thẩm Phi Dương đi cùng cô mua một số thuốc. Cẩm Huyên cởi bỏ quần áo trên vai để Thẩm Phi Dương giúp cô bôi thuốc và băng bó. Thẩm Phi Dương với tâm trạng nam nữ thụ thụ bất phái rất ngượng ngùng. Cẩm Huyên hỏi Thẩm Phi Dương có kế hoạch gì tiếp theo và hứa sẽ cùng anh đến bất kỳ nơi nào anh muốn đi, nhưng Thẩm Phi Dương vẫn muốn giết Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh đến bức tường thành Diêu Châu,
Liễu Khanh Khanh không biết thế giới bên ngoài thung lũng đào hoa lớn như thế nào. Tả Kinh Luân biết Liễu Khanh Khanh ghét mình đến cực điểm, anh đã làm tổn thương Liễu Khanh Khanh và tất cả mọi người ở thung lũng đào hoa. Anh nói dù Liễu Khanh Khanh không đến tìm anh, khi anh xử lý xong mọi chuyện ở thung lũng đào hoa cũng sẽ quay trở lại. Liễu Khanh Khanh không thể tin lời Tả Kinh Luân, nhưng Tả Kinh Luân nói rằng anh chỉ cần sắp xếp xong mọi chuyện ở Diêu Châu sẽ trở về thung lũng đào hoa giải thích cho mọi người. Họ hẹn nhau 3 tháng, đến lúc đó Tả Kinh Luân sẽ theo Liễu Khanh Khanh về thung lũng đào hoa. Tả Kinh Luân chưa bao giờ tiết lộ về thung lũng đào hoa, việc anh để lại bản đồ dẫn nước trong phòng Liễu Khanh Khanh chỉ là để dẫn dụ cô tìm đến mình. Cẩm Huyên lo lắng Thẩm Phi Dương đi tìm Liễu Khanh Khanh sẽ dẫn anh ta đi lang thang khắp nơi, nhưng Thẩm Phi Dương không hứng thú với những tình huống hoa lệ đó và nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của Cẩm Huyên, chỉ trích họ chủ tớ cấu kết với nhau và hai người đã cãi nhau một trận. Tả Kinh Luân dẫn Liễu Khanh Khanh đến quán rượu, nói sau khi ăn xong sẽ đưa cô trở về. Liễu Khanh Khanh đã thử hết các món ở đây, nhưng nghe Tả Kinh Luân nói về loại rượu mà cô chưa bao giờ uống thì vẫn đồng ý. Trên lầu quán rượu, Liễu Khanh Khanh nhìn thấy Thẩm Phi Dương, Cẩm Huyên cũng vội vàng đến. Thẩm Phi Dương nói Tả Kinh Luân dùng Cẩm Huyên để giữ anh ta chỉ là muốn lặp lại mánh khóe lừa dối cô. Liễu Khanh Khanh nói cô và Tả Kinh Luân có thỏa thuận 3 tháng, nếu anh ta lại phản bội thì cô tuyệt đối không tha cho Tả Kinh Luân. Cẩm Huyên đuổi theo đưa cho Liễu Khanh Khanh một gói hàng, nói bên trong là bộ quần áo mới mà Tả Kinh Luân đưa cho cô. Dù Hàn Phúc đã chết, nhưng Tả Kinh Luân không thể bỏ qua, có người đã đặt gián điệp bên cạnh anh ta và còn tìm hiểu về Liễu Khanh Khanh. Nhà Hàn Phúc tìm thấy không ít vàng bạc, sổ sách còn có một số chi tiêu không rõ ràng. Hôm nay mọi người được phát bánh ngọt ngon, còn có cả phần Tả Kinh Luân dành riêng cho Liễu Khanh Khanh, do chính Tả Kinh Luân làm. Thẩm Phi Dương không hài lòng, cứng rắn lấy đi đĩa bánh đó. Mọi người sau khi ăn bánh và cháo đều bất ngờ bị đau bụng và ngất đi, không biết rằng đây là do tướng quân sai người gửi đến. Đại phu nói rằng cháo thực sự có độc, một số người cho rằng Tả Kinh Luân muốn giết họ, Cẩm Huyên vội vàng bảo vệ chủ nhân của mình. Tướng quân nhanh chóng xuất hiện nói sẽ giải thích cho mọi người, chắc chắn có điều gì đó không rõ. Liễu Khanh Khanh lên tiếng bảo vệ Tả Kinh Luân, chắc chắn không phải là anh ta làm, nếu không việc anh ta cố gắng sắp xếp chỗ ở cho họ chỉ là vô ích. Tả Kinh Luân nhận được tin tức cũng vội đến, tuyên bố sẽ làm rõ sự thật, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải sản xuất ra thuốc giải. Đại phu nói muốn chế ra thuốc giải cần một loại dược liệu khó kiếm là Thiên Hương Huyết Hộc, tướng quân nói Liên Thành có loại dược liệu này. Liễu Khanh Khanh quyết định ngay lập tức khởi hành đến Liên Thành, Tả Kinh Luân cũng quyết định đi cùng. Tả Kinh Luân yêu cầu Cẩm Huyên ở lại, chú ý đến những người ăn xin không bị ngộ độc để tìm ra kẻ đầu độc. Người dân bị ngộ độc sau đó đau đớn khắp người, Ano dù khó chịu nhưng không muốn uống thuốc. Cẩm Huyên thấy vậy liền ép anh ta uống thuốc, ban đầu Thẩm Phi Dương cảm thấy cô quá ngang ngược, sau mới hiểu ý đồ của Cẩm Huyên. Sau đó, Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên đã xin lỗi nhau, Cẩm Huyên ăn bánh mì anh ta đưa rất ngon lành. Trên đường đến Liên Thành, Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh nghỉ ngơi, Liễu Khanh Khanh thấy những quả cây không xa rất tò mò. Tả Kinh Luân bất chấp vết thương để hái cho cô, suýt nữa rơi xuống nhưng được Liễu Khanh Khanh kịp thời nắm lấy. Tả Kinh Luân mở tay ra, trong tay cầm những hạt đậu đỏ có máu, đậu đỏ còn có một biệt danh là Tương Tư Tử. Anh thực sự đã lừa dối Liễu Khanh Khanh, nhưng tình cảm anh dành cho cô sâu đậm như tương tư. Liễu Khanh Khanh phần nào bị chạm đến, nhưng không muốn dễ dàng tha thứ cho anh. Cẩm Huyên cảm thấy người ăn xin kia kích động mọi người hôm nay rất đáng ngờ, vì vậy vào đêm khuya khi mọi người đã yên giấc, cô đã theo dõi anh ta. Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương theo dõi người ăn xin đến một căn nhà lớn, họ phải tìm ra người đã đầu độc. Có người đã thưởng cho người ăn xin một ít bạc rồi sau đó giết chết anh ta, nhưng hai người không bắt được kẻ sát nhân. Vết thương của Tả Kinh Luân vẫn còn rất nặng, Liễu Khanh Khanh sợ rằng vết thương của anh ta sẽ bị rách nên để anh cùng cô đi trên một con ngựa. Thẩm Phi Dương muốn học cách pha chế thuốc để giúp Tiêu Thái Y chia sẻ một số công việc. Cẩm Huyên tò mò hỏi anh tại sao lại muốn luôn ở bên cạnh Liễu Khanh Khanh, chẳng lẽ anh không có việc gì muốn làm sao? Nhưng với Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên không giống nhau, đó là sứ mệnh của anh. Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh vội vã đến Liên Thành, nơi này kiểm tra rất nghiêm ngặt, không thể tiếp cận được với Tiết Mông. Để không gây sự nghi ngờ, Tả Kinh Luân đề xuất giả vờ là vợ chồng và nhân cơ hội nắm lấy tay Liễu Khanh Khanh. Khi thuê phòng, Tả Kinh Luân kiên quyết chỉ thuê một phòng. Trên đường đến có người đang theo dõi họ, e là đã chú ý từ đầu. Tả Kinh Luân nói chỉ cần yên tâm ở một đêm, ngày mai tự nhiên sẽ gặp được Tiết Mông. Tả Kinh Luân để Liễu Khanh Khanh ngủ trên giường, còn mình ngủ trên sofa. Đêm khuya vắng lặng, bóng người đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ, Tả Kinh Luân vội vàng lẻn vào chăn của Liễu Khanh Khanh. Sát thủ từ bên ngoài cửa sổ phóng ra khí lạ, hai người vội vàng che mũi và miệng cho nhau, bắt được hai kẻ sát nhân. Tiết Mông từ nhỏ đã có một số mâu thuẫn với họ, anh yêu cầu họ mang lời về, bảo rằng mình đã đến Liên Thành tự nhiên sẽ đi gặp anh ta. Ba Kiều mang rượu và gà quay đến cho Cẩm Huyên, cũng điều tra phát hiện những người ăn xin gây rối hóa ra đều là giả mạo. Cảnh tượng hai người nô đùa vui vẻ bị Thẩm Phi Dương nhìn thấy, chỉ có thể buồn bã cầm chiếc bánh mì trên tay rời đi. Khi Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh đang uống súp cừu, Tiết Mông đã sai người đến mời họ.
Tả Kinh Luân với vẻ tự tin đến thăm nhà Tiết Mông, nhưng Tiết Mông lại chần chừ không xuất hiện. Tả Kinh Luân không vội mà kéo Liễu Khanh Khanh đi dạo vườn. Tả Kinh Luân bảo Liễu Khanh Khanh bình tĩnh, sắp sửa gặp được Tiết Mông. Quả nhiên, Tiết Mông rất nhanh xuất hiện, vườn nhà anh ta có thiên hương huyết hộc. Liễu Khanh Khanh hy vọng Tiết Mông có thể nhượng lại một số thiên hương huyết hộc để cứu người. Tả Kinh Luân biết anh ta không dễ dàng đồng ý, để anh ta đưa ra điều kiện. Tiết Mông không dễ dàng đồng ý mà tổ chức tiệc rượu mời họ, còn muốn tặng tất cả các cô gái múa cho Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân nhìn Liễu Khanh Khanh, tỏ ý mình sợ vợ, bất cứ điều gì Liễu Khanh Khanh không thích anh ta đều không làm. Tiết Mông liền cho các cô gái múa xuống và thay bằng múa kiếm. Liễu Khanh Khanh lo lắng anh ta sẽ làm hại Tả Kinh Luân nên vội vàng tiến lên. Tiết Mông mới chuyển sang vấn đề chính, anh ta nói muốn cho thiên hương huyết hộc không thành vấn đề, chỉ cần Tả Kinh Luân trả lời một câu hỏi của mình. Tả Kinh Luân chưa nghe đã khẳng định, dù có làm lại một lần nữa anh ta vẫn sẽ làm như vậy. Hóa ra khi đó Tiết Mông dưới trướng Tả Kinh Luân đã có công lao lớn, nhưng sau khi uống rượu và gây sự đã bị Tả Kinh Luân đuổi đi. Cuối cùng Tiết Mông vẫn đưa họ thiên hương huyết hộc, còn sai người nói với Liễu Khanh Khanh rằng Tả Kinh Luân xảo quyệt, muốn chia rẽ họ. Trên đường trở về Diêu Châu, họ gặp phải sát thủ phục kích, Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân chỉ có thể tạm thời ẩn nấp. Tình trạng bệnh của Ano ngày càng nặng, Cẩm Huyên rất đau lòng, liên tục cố gắng gọi anh ta tỉnh lại. Cẩm Huyên ôm Ano khóc không thành tiếng, Ano bất ngờ tỉnh lại, anh không có thân nhân, việc có thể quen biết họ đã làm anh rất vui. Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân bị sát thủ truy sát, thiên hương huyết hộc cũng bị đánh cắp. Nhưng không ngờ, thiên hương huyết hộc họ lấy được là giả, Tả Kinh Luân đã sớm nghĩ đến việc có người ám sát, thiên hương huyết hộc thật đã được chuyển đến Diêu Châu. Sau khi sát thủ đi xa, Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh tìm chỗ trú mưa. Khi Ano hôn mê bất tỉnh và nguy kịch, thiên hương huyết hộc kịp thời được chuyển đến, Ano cuối cùng đã được cứu. Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh cùng trú mưa trong hang động, Liễu Khanh Khanh giúp Tả Kinh Luân lau đi giọt nước ở khóe miệng, Tả Kinh Luân nhân cơ hội muốn hôn lên nhưng bị Liễu Khanh Khanh tránh né. Tả Kinh Luân lại ôm Liễu Khanh Khanh vào lòng, cảm xúc dồn nén bấy lâu được giải tỏa. Sau nụ hôn đó, Liễu Khanh Khanh hơi ngượng ngùng né tránh nói rằng ngày mai còn phải đi sớm, nên nghỉ ngơi sớm. Tả Kinh Luân để Liễu Khanh Khanh ngủ trên đùi mình, anh ngồi như vậy suốt một đêm. Sáng hôm sau, Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh chưa kịp rời khỏi hang động đã nghe thấy tiếng của sát thủ. Tả Kinh Luân cố ý dẫn họ vào bẫy đã chuẩn bị sẵn để bắt sống họ. Biết người dân lưu vong ở Diêu Châu đã an toàn, Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh đều thở phào nhẹ nhõm. Ba Cửu lần đầu tiên thấy Tả Kinh Luân đối xử dịu dàng với một người như vậy, vội vã khéo léo nói thiếu một con ngựa, để Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh cùng cưỡi một con ngựa. Trở lại thành phố, Ba Cửu lo lắng Tả Kinh Luân sẽ gặp sát thủ, hy vọng Liễu Khanh Khanh sẽ hộ tống anh về nhà. Liễu Khanh Khanh hộ tống Tả Kinh Luân trở về nhà, trưởng công chúa cảm ơn Liễu Khanh Khanh đã bảo vệ Tả Kinh Luân trên đường đi và tổ chức tiệc để cảm ơn. Liễu Khanh Khanh định đi gặp Thẩm Phi Dương, nhưng trưởng công chúa và Tả Kinh Luân nhiệt tình giữ cô lại, thậm chí còn mời cả Thẩm Phi Dương đến. Tên sát thủ bị Tả Kinh Luân bắt sống, người đứng sau biết chuyện rất tức giận, nhưng cũng đoán được Tả Kinh Luân muốn dụ mình lên câu. Ba Cửu phát hiện mũi tên của sát thủ giống hệt mũi tên Tả Kinh Luân sử dụng khi nhậm chức, Tả Kinh Luân cũng không hiểu người đứng sau cuối cùng là ai, dám làm việc lớn đến vậy. Trưởng công chúa ra lệnh chuẩn bị phòng khách cho Liễu Khanh Khanh, sau khi tắm rửa và thay quần áo, còn chuẩn bị cho cô trang phục đẹp và trang sức, dù Liễu Khanh Khanh có chút ngần ngại nhưng cũng đành mặc vào. Thấy Liễu Khanh Khanh lần đầu tiên mặc trang phục lộng lẫy như vậy, Tả Kinh Luân tràn đầy ngạc nhiên. Trưởng công chúa chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, còn tự tay làm cho Liễu Khanh Khanh món gà hầm hạt tiêu, thậm chí còn lấy ra rượu do bệ hạ ban tặng. Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên lâu không thấy Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân, Thẩm Phi Dương rất lo lắng, tình cờ nghe thấy khách hàng bàn tán mới biết họ đã sớm trở về, cùng nhau về nhà Tả Kinh Luân. Trưởng công chúa và Liễu Khanh Khanh uống rượu rất vui vẻ, nói muốn có một cô con gái xinh đẹp như Liễu Khanh Khanh. Cả khu vườn sau chỉ có một mình cô, trưởng công chúa cảm thấy cô đơn, hy vọng Liễu Khanh Khanh có thể ở lại nhà một thời gian, giống như hôm nay cùng nhau uống rượu trò chuyện. Liễu Khanh Khanh có chút do dự, nhưng cuối cùng đã đồng ý. Sau bữa ăn, Tả Kinh Luân đưa Liễu Khanh Khanh một bát canh giải rượu. Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương vừa đến đã nghe tin Liễu Khanh Khanh sẽ ở lại đây. Thẩm Phi Dương rất buồn bã, quyết định trở về thung lũng đào hoa trước. Cẩm Huyên lại nhắc đến chuyện xưa để giữ anh lại, hỏi anh có thực sự không quan tâm đến cô không, thậm chí trực tiếp nắm tay Thẩm Phi Dương tỏ tình. Cẩm Huyên chủ động nắm tay Thẩm Phi Dương tỏ tình, Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên có vẻ mặt như đang xem kịch, cuối cùng để Thẩm Phi Dương cũng yên tâm ở lại. Phòng của Liễu Khanh Khanh được trang trí rất đẹp, Tả Kinh Luân ban đầu muốn tự mình sắp xếp chỗ ở cho cô, nhưng thực sự bận rộn với công việc. Tả Kinh Luân đã lập một kế hoạch, quyết định dùng thích khách để lôi kéo chủ nhân đứng sau họ ra. Liễu Khanh Khanh thấy đèn trong phòng Tả Kinh Luân vẫn sáng liền đến gõ cửa, Tả Kinh Luân vẫn đang soạn thảo công văn. Phải xử lý rất nhiều việc, anh yêu cầu Liễu Khanh Khanh ở lại cùng mình, còn đưa cho cô một số sách và tranh vẽ. Hai người, một người làm việc và một người đọc sách, thời gian trôi qua rất thoải mái. Đêm khuya, Liễu Khanh Khanh không muốn về nghỉ ngơi, cuối cùng trực tiếp tựa vào bàn ngủ thiếp đi.
Tả Kinh Luân đưa cô về phòng, Liễu Khanh Khanh vẫn nắm tay anh lẩm bẩm, bảo anh phải cẩn thận. Hôm nay là lễ thất tịch có tục lệ thả đèn, Tả Kinh Luân đã hẹn với Liễu Khanh Khanh cùng nhau đi thả đèn, còn mời Thẩm Phi Dương đi cùng. Thẩm Phi Dương ban đầu không muốn đi, nhưng khi nghe nói Cẩm Huyên cũng sẽ đi cùng thì anh bắt đầu lung lay. Tả Kinh Luân, Liễu Khanh Khanh, Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên cùng nhau đi dạo phố, một cặp đầy tình cảm, cặp kia lại là một phong cách khác. Cẩm Huyên bận rộn với trò chơi gà, khi than phiền về việc không có tiền thì Thẩm Phi Dương đã đưa cho cô viên đá mình để lại, anh muốn Cẩm Huyên làm những điều khiến cô vui vẻ. Ba Cửu và mọi người uống rượu trong ngục tù, cố ý tiết lộ tin tức về việc thả đèn lễ thất tịch tối nay trước mặt thích khách, lại cố ý để chìa khóa trên bàn. Tả Kinh Luân sắp xếp cho các quan chức tham gia lễ thả đèn thất tịch, mọi người bàn tán xôn xao, cho rằng anh là quan mới nên làm ba việc lớn. Tả Kinh Luân dẫn Liễu Khanh Khanh cùng đi dự tiệc, tướng quân thấy Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân thân mật, ánh mắt rất lạ. Cẩm Huyên dẫn Thẩm Phi Dương đến lầu xanh, Cẩm Huyên vui vẻ nhưng Thẩm Phi Dương trông có vẻ mặt khó coi. Các cô gái còn tám chuyện Thẩm Phi Dương có phải là người tình của Cẩm Huyên không, khiến Cẩm Huyên sặc nước. Liễu Khanh Khanh xem kịch mải mê, nhớ lại chuyện Tả Kinh Luân bỏ rơi cô rời đi, Tả Kinh Luân vội vã giải thích. Sau khi Ba Cửu và mọi người say rượu, thích khách tìm cơ hội chuẩn bị rời đi. Tả Kinh Luân không muốn Liễu Khanh Khanh buồn lòng đã đổi một tiết mục múa kiếm khác, nhân cơ hội thăm dò tướng quân. Đến giờ thả đèn, Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh cùng viết lên đèn những lời chúc phúc và Tả Kinh Luân riêng viết lời xin Liễu Khanh Khanh tha thứ. Liễu Khanh Khanh ước nguyện bà con có thể sống không lo âu và hy vọng Tả Kinh Luân có thể dẫn dắt bà con sống ấm no, không còn lưu lạc mất nhà. Có tin từ ngục tối, ca đã cắn câu, Liễu Khanh Khanh ân cần để Tả Kinh Luân đi bận rộn. Thẩm Phi Dương hỏi Cẩm Huyên những lời nói hôm qua có phải là thật không, Cẩm Huyên có chút e ngại. Thẩm Phi Dương thừa nhận tình cảm của mình dành cho Cẩm Huyên thực sự rất khác biệt, dù Cẩm Huyên được mệnh danh là tiểu yêu vương nhưng thực tế rất tốt bụng và đáng yêu. Họ hai người tương tư tương ái, lẽ ra Thẩm Phi Dương nên cưới cô. Khi Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên trở về thung lũng đào hoa, Thẩm Phi Dương sẽ nói chuyện này với Long Bà. Cẩm Huyên trông có vẻ lo lắng, hôn nhân là chuyện lớn, cô không thể tự quyết, Tả Kinh Luân là chủ nhân của cô, cũng là người nhà, phải hỏi ý kiến anh ta. Thẩm Phi Dương đòi một câu trả lời, lúc ở thung lũng đào hoa anh đã muốn cưới Cẩm Huyên, cô sống rất tự do và khác biệt với Thẩm Phi Dương. Thẩm Phi Dương đưa cho Cẩm Huyên chiếc châm hoa đào do chính tay anh làm, nếu cô đồng ý thì đeo nó lên. Cẩm Huyên bị sự chân thành của Thẩm Phi Dương chạm đến, cuối cùng đã chấp nhận tình cảm của anh. Sau khi thích khách trốn khỏi ngục, ngay lập tức đi gặp chủ nhân của mình, không ai khác chính là tướng quân Ba Xuyên. Tả Kinh Luân nhận được tin tức ngay lập tức truy đuổi thích khách đến. Tướng quân Ba Xuyên ban đầu từ chối gặp mặt với lý do sức khỏe không tốt, sau đó nói mình luôn nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ người đáng ngờ nào. Không lâu sau, thích khách đã bắt giữ Giang Đại Nhân, tuyên bố chính ông ta đã giết gia đình mình, sau đó cả hai cùng tự sát. Tướng quân Ba Xuyên khi thấy vậy đã rơi lệ, Ba Cửu rất ngạc nhiên, họ chứng kiến thích khách bước vào phòng của tướng quân Ba Xuyên. Tả Kinh Luân không nói gì thêm mà chỉ tăng cường người giám sát tướng quân Ba Xuyên. Liễu Khanh Khanh gặp được Tiết Mông, làm rõ mình và Tả Kinh Luân không phải là vợ chồng. Tả Kinh Luân sau đó đến, Tiết Mông lần này đến là để đòi một ân tình. Mọi người cùng trở về nhà, Tiết Mông có thái độ hoàn toàn khác với Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh, luôn nói với Liễu Khanh Khanh rằng Tả Kinh Luân có bao nhiêu xảo trá. Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương đến nhà, Thẩm Phi Dương dự định tìm cơ hội nói chuyện của họ với Tả Kinh Luân. Nhưng Cẩm Huyên cảm thấy chuyện của Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh vẫn chưa giải quyết xong, nên đợi một thời gian nữa. Ba Cửu thấy Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương nắm tay nhau, cảm thấy hơi buồn. Tiết Mông nói có người ở Diêu Châu sản xuất muối lậu, lý do Tả Kinh Luân không phát hiện ra là vì muối lậu đều được bán đến Liên Thành. Tướng quân Ba Xuyên biết Tả Kinh Luân không thể để mọi chuyện yên ắng, vì vậy quyết định không hành động. Tướng quân Ba Xuyên không tìm ra nguồn gốc của Liễu Khanh Khanh, nhưng lại phát hiện ra viên ngọc trên người cô. Viên ngọc này liên quan đến bí mật lớn của gia đình họ. Truyền thuyết nói rằng tổ tiên của họ đã đến thung lũng đào hoa. Tướng quân Ba Xuyên vì thế tin rằng thung lũng đào hoa thực sự tồn tại và Liễu Khanh Khanh chính là người của thung lũng đào hoa, quan trọng hơn là nguồn nước trường sinh ở thung lũng đào hoa. Tiết Mông thấy Liễu Khanh Khanh đang luyện kiếm liền tiến lên so tài, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tả Kinh Luân thấy vậy vội vàng tiến lên, Tiết Mông nói việc muối lậu cần sự giúp đỡ của Liễu Khanh Khanh, yêu cầu cô giả danh là Kim Trường Quỹ, một nhân vật chưa từng xuất hiện. Tả Kinh Luân không muốn Liễu Khanh Khanh rơi vào nguy hiểm, nhưng Liễu Khanh Khanh muốn đi bảo vệ an toàn cho họ. Tả Kinh Luân cũng đành gật đầu đồng ý. Tả Kinh Luân và Tiết Mông giả làm thuộc hạ của Liễu Khanh Khanh đi mua muối lậu. Trưởng quỹ dường như phát hiện ra điều bất thường cố ý thăm dò, nhưng Liễu Khanh Khanh khéo léo không bị phát hiện. Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên ở không xa nhìn chăm chú lo lắng. Cẩm Huyên yêu cầu anh chơi trò chơi với cô, ai thua phải đồng ý một điều kiện của người kia. Thẩm Phi Dương rất lo lắng cho an toàn của Liễu Khanh Khanh và những người khác, không thể tập trung vào trò chơi. Ba Cửu thấy Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương vui vẻ bên nhau càng thêm buồn bã. Danh tính của Liễu Khanh Khanh bị bại lộ. Tả Kinh Luân và Tiết Mông ngay lập tức phát tín hiệu bắt giữ Trưởng Quỹ, mọi người tạm thời lui về trong nhà. Trưởng Quỹ đã uống thuốc tự tử, hai người chỉ tìm thấy một cuốn sổ cũ.
Những thích khách ở đây đều cắn thuốc tự tử, một kho muối lậu lớn như vậy không phải ai cũng có thể kiểm soát. Thích khách của muối lậu và thích khách ám sát Tà Kinh Luân sử dụng cùng một loại vũ khí, mọi manh mối đều chỉ ra rằng người đứng sau tất cả này là cùng một người. Tướng quân Ba Xuyên chính là chủ nhân đứng sau kho muối lậu, ông ta không thể ngờ Tà Kinh Luân đã điều tra ra muối lậu, quyết định không thể ngồi chờ chết. Tà Kinh Luân, Liễu Khanh Khanh và Tiết Mông đồng thời nghi ngờ tướng quân Ba Xuyên, nhưng họ không có bằng chứng cụ thể. Dấu vết của giấy tờ đất đai chỉ đến Trương Tiến Trung, để không để tướng quân Ba Xuyên nắm được thế chủ động, Tả Kinh Luân đã cử người điều tra. Tướng quân Ba Xuyên ra lệnh tăng cường tuần tra trong thành, tổ chức cuộc họp kín vào buổi tối tại lầu Vọng Nguyệt, mọi người đều phải tham dự vì gia quyến của họ được bà tướng quân mời đến nhà làm con tin. Tướng quân Ba Xuyên biết Tả Kinh Luân sẽ không dễ dàng buông tha và những người theo ông ta cũng không thể thoát thân. Cuộc họp mật của tướng quân Ba Xuyên không phải bí mật, Tả Kinh Luân biết ông ta muốn dẫn dắt tất cả quan chức Diêu Châu chống lại mình. Đô đốc phủ bị quân của tướng quân Ba Xuyên bao vây, hai bên không phải đối thủ. Tướng quân Ba Xuyên gửi thiếp mời Tả Kinh Luân gặp mặt tại lầu Vọng Nguyệt vào ngày hôm sau. Trưởng công chúa lo lắng cho an toàn của Tả Kinh Luân, nhưng Tả Kinh Luân lại có kế hoạch khác. Tả Kinh Luân tự trách mình đã làm liên lụy mọi người, ông quyết định để Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương trở về Thung Lũng Đào Hoa trước. Nhưng Liễu Khanh Khanh không muốn rời bỏ, Thẩm Phi Dương cũng không phải người sợ chết, họ muốn đưa Tả Kinh Luân về Thung Lũng Đào Hoa, trước khi đó không ai được phép làm hại ông. Cẩm Huyên và Ba Cửu đều là trẻ mồ côi, vì vậy họ quyết định sẽ sống chết cùng Tả Kinh Luân, dù sao ông cũng là người nhà của họ. Nhưng Cẩm Huyên cảm thấy Thẩm Phi Dương có cơ hội sống sót, tuy Thẩm Phi Dương ở lại cũng là để bảo vệ Cẩm Huyên, anh đã nói sẽ cưới cô. Tướng quân Ba Xuyên đã phái một lượng lớn quân mã đến lầu Vọng Nguyệt, Cẩm Huyên lo lắng rằng Tả Kinh Luân vừa xuất hiện họ sẽ giết anh ta. Tả Kinh Luân nói mình có việc muốn Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương đi làm, Liễu Khanh Khanh không đồng ý, cô cho rằng anh đang tìm cớ để đuổi họ đi. Bất ngờ, tướng quân Ba Xuyên phái người đến nói muốn gặp Tiết Mông, hy vọng anh sớm trở về Liên Thành. Tiết Mông liền rời khỏi Diêu Châu, Liễu Khanh Khanh, Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên để rời thành đã tìm thấy một lỗ chó. Thẩm Phi Dương luôn nói rằng đàn ông lớn không nên rời thành như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ qua lỗ chó. Tả Kinh Luân đến lầu Vọng Nguyệt, tướng quân Ba Xuyên trông rất hỗn độn, dường như không còn sống được bao lâu. Liễu Khanh Khanh, Thẩm Phi Dương và Cẩm Huyên tìm thấy Ba Cửu, bắt được Trương Tiến Trung. Tướng quân Ba Xuyên chuẩn bị một tiết mục múa cho Tả Kinh Luân. Ông không muốn Tả Kinh Luân tiếp tục điều tra, nếu không việc này liên quan đến các quan chức Diêu Châu, ông không thể chịu trách nhiệm. Ba Cửu tìm thấy kho vũ khí của tướng quân Ba Xuyên, ngay sau đó đã bị vây bắt. Tả Kinh Luân đấu trí với tướng quân Ba Xuyên nhận được tin tức, không ngờ Tả Kinh Luân đã tìm thấy kho vũ khí của mình. Sau đó, tướng quân Ba Xuyên nhận được tin tức, một cách bình thản thông báo cho Tả Kinh Luân biết Ba Cửu đã bị bắt, tất cả bằng chứng cũng đã bị hủy. Tướng quân Ba Xuyên đã hủy diệt tất cả bằng chứng, Liễu Khanh Khanh, Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương nhận ra Tả Kinh Luân gặp nguy hiểm, quyết tâm dù phải hy sinh cũng phải đưa người trở về, bây giờ dường như chỉ còn cách đột nhập. Tả Kinh Luân thực sự không hiểu tại sao tướng quân Ba Xuyên lại tự hủy tương lai của mình, anh tự nhận mình rất kính trọng tướng quân Ba Xuyên, lại từ nhỏ đã nghe về những chiến công hào hùng của ông. Tuy nhiên, tướng quân Ba Xuyên nói họ ở trong hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều do cha của Tả Kinh Luân ép buộc. Tướng quân Ba Xuyên hàng năm chinh chiến bệnh tật không dứt, chỉ riêng việc chữa bệnh đã tiêu tốn một khoản tiền lớn, mà cha của Tả Kinh Luân lại giữ chặt khoản tiền này. Cái chết của cha Tả Kinh Luân thực sự có liên quan đến tướng quân Ba Xuyên, nhưng tướng quân Ba Xuyên lại ấp ủ hận thù, cho rằng mình khi đó không nên đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Tướng quân Ba Xuyên đập vỡ tách trà, người hầu của ông ta lập tức xông vào giết chết Tả Kinh Luân. Ba Cửu kịp thời dẫn người vào cứu Tả Kinh Luân và kiểm soát tình hình, nhờ Tiết Mông ra tay giúp đỡ, Ba Cửu mới không bị bắt. Tiết Mông đến Diêu Châu để điều tra muối lậu theo mệnh lệnh, Cẩm Huyên sau đó đưa Trương Tiến Trung đến, đây là bằng chứng rõ ràng về tội ác của tướng quân Ba Xuyên. Tướng quân Ba Xuyên trong sự chứng kiến của mọi người đã tạo ra một đám khói và trốn thoát. Tả Kinh Luân lập tức ra lệnh dọn dẹp hậu quả, Ba Cửu rất cảm động với sự quan tâm của Tả Kinh Luân, dù chết cũng phải bảo vệ ông. Ai cũng không ngờ kẻ giết cha Tả Kinh Luân lại là tướng quân Ba Xuyên, trưởng công chúa hy vọng Tả Kinh Luân nhất định phải bắt tướng quân Ba Xuyên trở về để an ủi linh hồn cha ông trên trời. Vụ án muối lậu đã kết thúc, Tiết Mông dự định trở về Liên Thành. Ông nhận ra Tả Kinh Luân đối xử với Liễu Khanh Khanh không giống như với người khác. Nếu Liễu Khanh Khanh không phải người mà ông yêu thích, ông cũng sẽ cạnh tranh. Tả Kinh Luân bất ngờ xuất hiện sau lưng Tiết Mông, làm ông giật mình. Trước khi rời khỏi Diêu Châu, Tiết Mông một lần nữa hỏi Tả Kinh Luân về sự việc năm đó có hối hận không. Tả Kinh Luân vẫn không hối hận, nếu không có chuyện đó thì làm sao thấy được thành tựu của Tiết Mông ngày hôm nay. Tướng quân Ba Xuyên và gia đình ông ta đã biến mất, Tả Kinh Luân ra lệnh tìm kiếm khắp thành phố. Thẩm Phi Dương chủ động tìm Tả Kinh Luân, muốn nói về chuyện của mình và Cẩm Huyên. Tả Kinh Luân chủ động đề cập đến việc tìm người phối ngẫu cho Cẩm Huyên, cố tình ép Thẩm Phi Dương thừa nhận mình thích Cẩm Huyên. Thẩm Phi Dương yêu Cẩm Huyên bằng cả trái tim, trong khi Tả Kinh Luân coi Cẩm Huyên như em gái, Thẩm Phi Dương thề trước mặt anh ta sẽ không bao giờ phản bội cô.
Cẩm Huyên nghe thấy lời tỏ tình sâu đậm của Thẩm Phi Dương rất vui, nhưng vẫn vội vàng kéo Thẩm Phi Dương đi. Cô không muốn trở về thung lũng đào hoa, hy vọng Thẩm Phi Dương sẽ ở lại đây vì cô. Trưởng công chúa đã sắp xếp một bữa tiệc, mọi người tụ tập ăn uống, thậm chí còn mời Ba Cửu và Cẩm Huyên tham gia. Trưởng công chúa đột nhiên hỏi về gia thế của Liễu Khanh Khanh, mọi người đều giật mình. Trưởng công chúa không quan tâm đến vấn đề gia thế, Liễu Khanh Khanh trả lời rằng cha mẹ mình đã mất sớm, chỉ còn một bà ngoại già, còn chuyện với Tả Kinh Luân họ đã có kế hoạch, không cần lo lắng. Tả Kinh Luân cũng nói vậy, tình cờ phát hiện nữ tỳ Bi Chun đang sử dụng giấy dành cho hoàng gia, trong lòng rất hoài nghi. Liễu Khanh Khanh hẹn Tả Kinh Luân gặp nhau trên bức tường thành, chỉ vào hướng thung lũng đào hoa và nói về nỗi nhớ nhung. Trước kia họ cũng đã đặt ra kỳ hạn 3 tháng ở đây, nay kỳ hạn đã đến, nhưng Liễu Khanh Khanh biết dân chúng Diêu Châu cần Tả Kinh Luân, anh làm sao có thể rời đi. Lần này Liễu Khanh Khanh đến không phải để tìm câu trả lời, Tả Kinh Luân chưa bao giờ phụ cô đã mãn nguyện, cô đã tha thứ cho Tả Kinh Luân. Họ định phải chia tay, bởi vì Liễu Khanh Khanh coi trọng thung lũng đào hoa, lần trở về này cũng sẽ không quay lại. Sau khi trở về, họ sẽ đóng cửa tất cả lối vào, họ được quá nhiều người cần, định mệnh không thuộc về bản thân. Tả Kinh Luân không muốn chia tay, ông trời sắp xếp anh vào thung lũng đào hoa. Rõ ràng là ông trời đã an bài bọn họ ở bên nhau. Trưởng công chúa gọi Cẩm Huyên đến, bởi phát hiện Cẩm Huyên có vẻ như đang ưu tư nên muốn nói chuyện với cô. Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương rất thân thiết, điều này trưởng công chúa cũng nhận ra, thậm chí còn dự định chuẩn bị một số hồi môn để gả cô đi một cách rạng rỡ. Nhưng Cẩm Huyên lại nói cô không vội vàng kết hôn, dù rằng mọi chuyện không thể nói trong một vài lời. Trưởng công chúa hỏi về gia thế của Liễu Khanh Khanh, tại sao mỗi lần được hỏi họ đều lảng tránh. Cẩm Huyên nói họ sống ở một nơi rất xa xôi, vì nói ra cũng chẳng mấy ai biết. Trưởng công chúa ngay lập tức nhận ra có gì đó lạ, vội vàng sai người đi tìm con đường sông mà Cẩm Huyên nói đến để tìm bản đồ thủy lộ. Tướng quân Ba Xuyên phái người tìm kiếm khu rừng nơi Tả Kinh Luân mất tích, muốn tìm thung lũng đào hoa nhưng không tìm thấy gì. Tuy nhiên, lúc này, tướng quân Ba Xuyên lại nhận được một bức thư ẩn danh, bảo ông tìm được thung lũng đào hoa và suối tiên không già sẽ có thể gộp công chuộc tội và phục hồi chức vụ. Tả Kinh Luân không thể trở lại thung lũng đào hoa, nhưng anh hy vọng Cẩm Huyên sẽ cùng họ trở lại thung lũng đào hoa, Thẩm Phi Dương là một nơi trú ẩn tốt cho cô. Nhưng Cẩm Huyên coi Tả Kinh Luân như anh trai, muốn ở lại bên cạnh anh. Thẩm Phi Dương cảm thấy thất vọng khi nghe cô nói vậy, rõ ràng Cẩm Huyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy anh. Cẩm Huyên vội vã đuổi theo giải thích, dù Thẩm Phi Dương hiểu được lo lắng của cô, nhưng vẫn tiếc nuối vì đã làm mất đi sự trong trắng của cô mà không thể bảo vệ cô suốt đời. Trong cơn tức giận, Cẩm Huyên nói ra sự thật, ban đầu cô nói vậy chỉ để bảo vệ mình, họ chưa hề xảy ra chuyện gì trong hang động, bây giờ Thẩm Phi Dương không cần phải chịu trách nhiệm. Cẩm Huyên trả lại cho Thẩm Phi Dương chiếc châm hoa đào. Anh càng thêm đau khổ khi nghe cô nói vậy, tình cảm của anh dành cho Cẩm Huyên không hoàn toàn vì trách nhiệm, mà cô lại luôn lừa dối anh. Cẩm Huyên vì chuyện với Thẩm Phi Dương mà rất buồn bã, Ba Cửu chạy đến cố gắng làm cô vui vẻ nhưng cũng uể oải, Ba Cửu không hiểu tại sao cô lại buồn bã như vậy. Kể từ khi gặp Thẩm Phi Dương, Cẩm Huyên, người trước đây luôn vui vẻ và hạnh phúc như một tiểu yêu vương, đã không còn nữa. Cẩm Huyên càng thêm đau lòng khi nghĩ đến lời Thẩm Phi Dương nói về việc bảo vệ cô suốt đời, trong khi Thẩm Phi Dương mỗi ngày ôm chiếc châm hoa đào lặng lẽ rơi lệ. Tả Kinh Luân muốn gõ cửa phòng của Liễu Khanh Khanh vào khuya, nhưng sau cùng quyết định rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Liễu Khanh Khanh mở cửa, mỉm cười nói muốn ngày mai sẽ đi tham quan Diêu Châu và mua tất cả những thứ tốt nhất. Ngày hôm sau, Tả Kinh Luân đồng hành cùng Liễu Khanh Khanh đi dạo phố, mua tất cả những thứ cô thích. Sau đó, họ ghé thăm Ano. Ano sắp đến trường học đọc sách, đây cũng là trường học mà Tả Kinh Luân ra lệnh thành lập. Buổi tối, họ cùng ngồi trong sân ngắm trăng, trăng ở đây đẹp như hoa đào. Liễu Khanh Khanh hy vọng Tả Kinh Luân tìm được một người vợ có thể tương thân tương ái, mặc dù trong lòng họ đã coi nhau như nửa kia của đời mình. Khi tình cảm đã sâu đậm, Tả Kinh Luân ôm Liễu Khanh Khanh trở về phòng. Tướng quân Ba Xuyên mãi không tìm được thung lũng đào hoa và người gửi thư cho ông cũng rất kỳ lạ, nhưng ông biết đây là cơ hội sống duy nhất của mình. Ngày hôm sau, Liễu Khanh Khanh thức dậy trong vòng tay Tả Kinh Luân, lưu luyến nhìn người bên cạnh, nhưng cô vẫn phải thu dọn hành lý và rời đi, biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Tả Kinh Luân đã tỉnh, nhưng khi nghĩ đến Liễu Khanh Khanh không muốn anh tiễn, chỉ có thể giả vờ ngủ. Cẩm Huyên khóc lóc xin Thẩm Phi Dương ở lại, nhưng Thẩm Phi Dương rất kiên quyết, họ không thuộc về cùng một thế giới. Cả hai đứng trên tường thành nhìn Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương rời khỏi thành phố, dù lưu luyến nhưng cứng đầu không quay đầu lại, niềm vui thoáng qua của Cẩm Huyên và Tả Kinh Luân biến mất trong chớp mắt. Người dân trong thành đều đang truyền bá chuyện về thung lũng đào hoa, Tả Kinh Luân vội vàng sai người đến rừng tìm kiếm người từ thung lũng đào hoa. Tuy nhiên, tướng quân Ba Xuyên đã sớm đợi người trong rừng. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên vội vã đến rừng, ngăn Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương tiết lộ vị trí của thung lũng đào hoa. Khi Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương sắp bước vào rừng đào hoa, Tả Kinh Luân vội vã đến ngăn cản họ tiết lộ vị trí của rừng đào hoa. Tuy nhiên, Tả Kinh Luân không muốn ai biết về sự tồn tại của rừng đào hoa, bởi Liễu Khanh Khanh coi thung lũng đào hoa quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
Nếu biết thung lũng đào hoa đã bị lộ, dù rừng càng nguy hiểm cô cũng sẽ quay trở lại. Vì vậy, anh nói mình không thể chịu đựng việc phải chia tay với Liễu Khanh Khanh. Tả Kinh Luân nói rằng tướng quân Ba Xuyên đang ở trong rừng, quay trở lại như vậy quá nguy hiểm, cũng sẽ mang nguy hiểm đến cho thung lũng đào hoa. Cuối cùng, Liễu Khanh Khanh đã đồng ý cho Tả Kinh Luân 10 ngày để anh ta tìm ra dấu vết của tướng quân Ba Xuyên và những người còn lại. Tướng quân Ba Xuyên thấy Tả Kinh Luân ngăn cản Liễu Khanh Khanh bước vào rừng đào hoa nhưng lại rất bình tĩnh, bởi vì sẽ có người tự nhiên dẫn họ vào thung lũng đào hoa. Tả Kinh Luân dẫn Liễu Khanh Khanh đến một ngôi nhà, nói rằng nơi đây đủ yên tĩnh. Cẩm Huyên vội vàng kéo Thẩm Phi Dương đi, nói rằng Tả Kinh Luân chắc chắn có nhiều điều muốn nói với Liễu Khanh Khanh, nhưng Thẩm Phi Dương vẫn giữ khoảng cách với anh ta. Cẩm Huyên dẫn Thẩm Phi Dương đến lầu Xuân Hương, nhưng Thẩm Phi Dương không muốn tiếp tục vướng mắc với cô. Một bản đồ thủy lộ lan truyền trong thành, Tả Kinh Luân ra lệnh cấm bá tánh truyền bá về thung lũng đào hoa. Hôm nay trưởng công chúa cũng hỏi về Liễu Khanh Khanh, Tả Kinh Luân thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Cẩm Huyên cố gắng tìm cách lấy lại chiếc châm hoa đào từ Thẩm Phi Dương, nhưng Thẩm Phi Dương giữ thủ, Cẩm Huyên rất bất lực. Tả Kinh Luân trở về nhà thông báo với trưởng công chúa rằng Liễu Khanh Khanh có việc tạm thời không ở lại phủ, cũng hỏi về việc trưởng công chúa điều tra về quê hương của Liễu Khanh Khanh. Tả Kinh Luân có điều quan trọng muốn hỏi, nhưng khi thấy Bích Xuân đến, anh vội vàng nuốt lời nói xuống. Bích Xuân là người do hoàng đế ban cho trưởng công chúa, và bức thư của cô ta thực sự khiến người ta nghi ngờ. Tả Kinh Luân lén lút sai Ba Cửu lấy bức thư của Bích Xuân. Tướng quân Ba Xuyên vẫn tiếp tục lan truyền tin tức về thung lũng đào hoa, bởi đó là suối tiên không già, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ đó. Thẩm Phi Dương đến biệt viện tìm Liễu Khanh Khanh nhưng bị lính canh cản lại bên ngoài. Cẩm Huyên đuổi theo ngăn cản nhưng bị Thẩm Phi Dương phát hiện họ đang giấu giếm chuyện gì đó. Ba Cửu tìm thấy bức thư trong phòng của Bích Xuân và phát hiện ra người muốn tìm suối tiên không già hóa ra là hoàng đế. Trước khi tìm ra biện pháp hoàn hảo, Tả Kinh Luân quyết tâm không để Liễu Khanh Khanh biết về việc này. Thẩm Phi Dương gặp hai người dân trong rừng cầm bản đồ thủy lộ tìm thung lũng đào hoa, Cẩm Huyên không thể giải thích được và chỉ hy vọng anh có thể tin Tả Kinh Luân lần này. Thẩm Phi Dương tức giận chạy đến tìm Tả Kinh Luân, cho rằng bản đồ thủy lộ là do anh ta dò dỉ. Tả Kinh Luân không cho phép Thẩm Phi Dương gặp Liễu Khanh Khanh, không có mệnh lệnh của anh, không ai được phép tiếp cận biệt viện. Liễu Khanh Khanh muốn đi dạo, nhưng Tả Kinh Luân đã sắp xếp rất nhiều người, thậm chí cả bản thân anh cũng đi theo cô. Thẩm Phi Dương cũng được Tả Kinh Luân sắp xếp nhiều người theo dõi, luôn không được phép gặp Thẩm Phi Dương. Tả Kinh Luân đã đuổi hết các tiểu thương trên đường, Liễu Khanh Khanh thấy một con đường hoàn toàn trống trải rất ngạc nhiên, cô muốn gặp Thẩm Phi Dương nhưng bị Tả Kinh Luân ngăn cản với lý do của Cẩm Huyên. Gần đây Thẩm Phi Dương không ăn không uống, anh không hiểu nếu bản đồ thủy lộ không liên quan gì đến Tả Kinh Luân thì tại sao lại giam cầm Liễu Khanh Khanh, hay là anh ta muốn dẫn người đến thung lũng đào hoa. Cẩm Huyên vội vàng giải thích, cô thừa nhận mình đã làm sai trước đây, nhưng với tình trạng Thẩm Phi Dương không ăn không uống như vậy, Cẩm Huyên chỉ có thể đồng ý giúp anh gặp Liễu Khanh Khanh. Cẩm Huyên đã mang rượu làm say các lính gác của biệt viện, khi Liễu Khanh Khanh nhận ra Tả Kinh Luân đang lo lắng thì đã gặp được Thẩm Phi Dương, anh đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Liễu Khanh Khanh hoàn toàn thất vọng, cô đã quá tin tưởng Tả Kinh Luân, nhưng lại quên mất anh ta từ đầu đến cuối đều là kẻ lừa dối. Nhưng Tả Kinh Luân tự mình ra mình ở đây không cho ai tiếp cận lại có mục đích gì. Tả Kinh Luân có nỗi khổ không thể nói, Liễu Khanh Khanh tức giận đến cực điểm, trên mặt anh ta bị cô tát một cái roi. Chỉ cần anh ta làm ra việc gì hại thung lũng đào hoa, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Để bảo vệ Liễu Khanh Khanh và khiến cô ở lại, Tả Kinh Luân không còn cách nào khác phải dùng mạng sống của Thẩm Phi Dương làm điều kiện, Liễu Khanh Khanh hoàn toàn thất vọng với anh ta. Sự nghi ngờ của Liễu Khanh Khanh khiến Tả Kinh Luân cảm thấy rất buồn, nhưng anh không thể nói ra nỗi lòng của mình, chỉ có thể uống rượu suốt đêm. Liễu Khanh Khanh không ăn không uống, Tả Kinh Luân liền dùng mạng sống của Thẩm Phi Dương để uy hiếp, Liễu Khanh Khanh chỉ có thể ăn uống trong sự tức giận. Tả Kinh Luân nói phải giam giữ Thẩm Phi Dương chặt chẽ, Ba Cửu nhốt Thẩm Phi Dương vào ngục. Khi Cẩm Huyên đến thăm anh, ánh mắt cô đầy đau lòng, nhưng Ba Cửu vẫn như một kẻ mù tin tức. Thẩm Phi Dương cảm thấy chính mình và Liễu Khanh Khanh bị Tả Kinh Luân và nô tỳ Cẩm Huyên lừa dối, lúc này chỉ cảm thấy vô hạn tự trách và bi thương. Cẩm Huyên nói gì Thẩm Phi Dương cũng không tin nữa, trong lòng Cẩm Huyên chỉ có chủ nhân của cô, Tả Kinh Luân, nhưng thung lũng đào hoa là nhà của anh. Anh không cho phép ai phá hủy nhà mình. Họ không phải một con đường, Cẩm Huyên rất đau lòng, Thẩm Phi Dương chỉ nghĩ về thung lũng đào hoa, chỉ nghĩ về Liễu Khanh Khanh, nhưng tại sao lại nói những lời đau lòng như vậy làm tổn thương cô? Cẩm Huyên từ nhỏ đã không chịu phận, sau khi gặp Thẩm Phi Dương lại quyết định chấp nhận, Thẩm Phi Dương đã gãy đôi chiếc châm hoa đào, từ đó về sau hai người như người dưng, tình cảm đứt đoạn. Cẩm Huyên khóc nức nở, nhưng vẫn bảo Ba Cửu phải chăm sóc tốt cho Thẩm Phi Dương, không được làm tổn thương anh. Liễu Khanh Khanh có chút sốt, nhưng không chịu uống thuốc cũng không chịu ăn cơm. Công chúa dẫn người đến biệt viện, bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ mà xông vào. Công chúa thấy Liễu Khanh Khanh tiểu tụy như vậy rất xót xa, càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Công chúa muốn đưa Liễu Khanh Khanh về đô đốc phủ, nhưng Liễu Khanh Khanh từ chối, công chúa quyết định thuyết phục Tả Kinh Luân để cô ấy rời đi. Một đêm mưa, Liễu Khanh Khanh phát hiện một bản đồ đường thủy trên kệ sách của Tả Kinh Luân,
hiểu lầm về anh càng sâu đậm. Khi Tả Kinh Luân đến và nghe nói công chúa đã đến, anh vội vàng chạy vào. Liễu Khanh Khanh mang theo bệnh tật lao ra mưa, muốn gặp Thẩm Phi Dương và quay về thung lũng đào hoa. Liễu Khanh Khanh khóc lóc cầu xin Tả Kinh Luân giết mình, vì anh là người làm tổn thương cô sâu sắc nhất. Liễu Khanh Khanh cầm bản đồ đường thủy đó đặt câu hỏi với anh rằng tại sao lại có cái này. Tả Kinh Luân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Liễu Khanh Khanh đã không còn tin tưởng anh nữa. Thung lũng đào hoa chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà không tranh đấu với thế giới bên ngoài. Liễu Khanh Khanh quỳ xuống đất cầu xin Tả Kinh Luân tha cho thung lũng đào hoa, tha cho những người dân ở đó và cũng tha cho cô. Tả Kinh Luân thấy Liễu Khanh Khanh như vậy tựa như tim bị ai lấy mất, Liễu Khanh Khanh khóc đến mức ngất đi. Đại phu sau khi kiểm tra nói rằng Liễu Khanh Khanh bị cảm lâu ngày không khỏi, giận dữ ảnh hưởng đến tâm, điều quan trọng nhất bây giờ là phải khiến cô uống thuốc, nếu không thậm chí cả thần tiên cũng khó cứu. Tả Kinh Luân giúp Liễu Khanh Khanh đang hôn mê uống thuốc, nhưng cô cứ uống một chút lại nôn ra, ngay cả trong giấc mơ cũng lẩm bẩm muốn trở về thung lũng đào hoa. Tả Kinh Luân quyết định sáng sớm hôm sau để Cẩm Huyên dẫn Thẩm Phi Dương đến, nếu không như vậy thì sức khỏe của Liễu Khanh Khanh sẽ sớm gặp vấn đề. Nhưng không ai phát hiện ra Tả Kinh Luân cũng giận dữ đến mức nôn ra máu. Thẩm Phi Dương thấy Liễu Khanh Khanh yếu đuối như vậy càng tức giận hơn, Liễu Khanh Khanh từ nhỏ thể chất đã rất tốt, càng không bao giờ mắc bệnh nặng, nếu không phải vì Tả Kinh Luân hành hạ thì làm sao có thể trở nên như vậy. Liễu Khanh Khanh tỉnh dậy thấy Thẩm Phi Dương nhưng cũng không muốn uống thuốc, Thẩm Phi Dương đã khuyên rất lâu, cô là phượng hoàng của thung lũng đào hoa, gánh vác trách nhiệm của phượng hoàng, Liễu Khanh Khanh mới chịu uống thuốc. Cẩm Huyên khuyên Tả Kinh Luân để Thẩm Phi Dương ở lại chăm sóc Liễu Khanh Khanh, nhưng Tả Kinh Luân kiên quyết không đồng ý, bảo Cẩm Huyên ở đây trông chừng, đợi Liễu Khanh Khanh khá hơn một chút sẽ gửi Thẩm Phi Dương đi. Tả Kinh Luân vội vã trở về phủ, truy vấn công chúa tại sao hôm qua lại đến gặp Liễu Khanh Khanh. Dưới sự thuyết phục của Thẩm Phi Dương, Liễu Khanh Khanh mới bắt đầu chịu uống thuốc. Thẩm Phi Dương muốn dẫn Liễu Khanh Khanh rời đi, nhưng Tả Kinh Luân đã phái binh lính trấn giữ, họ không thể đi đâu được. Thẩm Phi Dương đi tìm Cẩm Huyên, Cẩm Huyên đối mặt với người mình yêu thực sự rất khó để lựa chọn. Tả Kinh Luân trở về phủ truy vấn công chúa tại sao lại đi gặp Liễu Khanh Khanh, công chúa mong Tả Kinh Luân sớm thả Liễu Khanh Khanh ra. Điều này tốt cho cả hai bên, cô ấy muốn làm gì mà không đạt được mục đích thì tuyệt đối không sẽ không bỏ cuộc, ai cản trở cũng vô ích. Tả Kinh Luân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể càng sớm nghĩ ra cách bảo toàn cho Liễu Khanh Khanh và công chúa. Trở lại biệt viện, Liễu Khanh Khanh dường như đã khá hơn nhiều và đang ngồi trong sân. Ba Xuyên tướng quân biết mình không thể dễ dàng lật ngược tình thế, nhưng anh vẫn còn một tia hy vọng, chỉ cần tìm được Suối Tiên thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tả Kinh Luân cho phép Cẩm Huyên thả Thẩm Phi Dương ra, cô ấy chỉ cần giám sát anh ấy là được, cũng cho phép anh ấy thỉnh thoảng đến thăm Liễu Khanh Khanh, tâm trạng của cô ấy cũng sẽ tốt hơn. Đại phu nói sức khỏe của Liễu Khanh Khanh không còn gì nguy hiểm nữa, Liễu Khanh Khanh yêu cầu Tả Kinh Luân tối nay cùng mình ăn cơm, thậm chí còn đặc biệt thay chiếc áo mà Tả Kinh Luân tặng. Liễu Khanh Khanh nói những ngày qua khiến Tả Kinh Luân phải chịu đựng nhiều, Tả Kinh Luân hy vọng cô ấy tin mình. Dù anh không thể giải thích những hiểu lầm này nhưng thực sự không có ý định làm tổn thương thung lũng đào hoa. Liễu Khanh Khanh cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu Tả Kinh Luân muốn hại thung lũng đào hoa thì không để cô ấy gặp Thẩm Phi Dương. Nhưng thực ra đây là kế hoạch của Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương, cô ấy đã làm cho lính gác mê man, Cẩm Huyên làm điều này để Tả Kinh Luân phải hít phải thuốc mê. Bên ngoài cổng thành, Cẩm Huyên trả lại cho Thẩm Phi Dương chiếc châm đào đã được sửa chữa một cách lệch lạc, hy vọng lần này anh quay trở lại thung lũng đào hoa sẽ gặp được người chỉ yêu mình suốt đời. Nhưng Thẩm Phi Dương nói rằng chủ nhân của chiếc châm này chắc chắn không thể thay đổi. Liễu Khanh Khanh thành công thoát thân và gặp lại Thẩm Phi Dương, Cẩm Huyên chỉ có thể khóc lóc gửi họ rời đi. Rất nhanh sau đó, Tả Kinh Luân tỉnh lại và đuổi theo. Trong rừng, Ba Xuyên tướng quân và công chúa cùng một nhóm người đang chờ đợi Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương để lộ vị trí của thung lũng đào hoa. Tả Kinh Luân dẫn theo Cẩm Huyên và Ba Cửu lại một lần nữa đến ngăn cản. Tả Kinh Luân không quan tâm đến roi của Liễu Khanh Khanh, từng bước tiến lên, Liễu Khanh Khanh đưa ra lời đe dọa nếu không giết cô ấy thì đừng mong cản cô ấy trở về thung lũng đào hoa. Tả Kinh Luân thực sự đã đâm kiếm vào ngực Liễu Khanh Khanh, Thẩm Phi Dương thấy vậy lao đến nhưng bị đánh bất tỉnh. Liễu Khanh Khanh không bao giờ nghĩ Tả Kinh Luân thực sự sẽ đối xử với mình như vậy, quyết định phá hủy huy hiệu trở về thung lũng đào hoa. Tả Kinh Luân ôm thân thể của Liễu Khanh Khanh khóc không thành tiếng, anh chỉ muốn bảo vệ cô, không phải thực sự muốn giết cô. Công chúa và Ba Xuyên tướng quân thấy Liễu Khanh Khanh chết mà rất ngạc nhiên, Tả Kinh Luân quyết định tự sát nhưng được Ba Cửu ngăn lại. Công chúa thấy vậy không thể ngồi yên, vội vàng tiến lên, bên cạnh Ba Xuyên cũng bị lực lượng bao vây. Liễu Khanh Khanh đã chết, Tả Kinh Luân đau khổ tột cùng, công chúa lớn tiếng nói cô chỉ muốn Suối Tiên, chưa bao giờ nghĩ đến việc hại cô. Nhưng Tả Kinh Luân dẫn Ba Xuyên tướng quân đến, trên tay hắn ta là mảnh giấy từ công chúa, cô ta lớn tiếng nói không ép buộc, nhưng mỗi hành động đều đẩy Liễu Khanh Khanh đến chết. Và trước đó công chúa luôn kêu Tả Kinh Luân giết Ba Xuyên để báo thù, nhưng công chúa nói giết hắn không đủ xoa dịu nỗi đau trong lòng. Cuối cùng cô tự tay cầm dao giết chết Ba Xuyên đang sống sót khó nhọc để trả thù. Công chúa quyết định chấm dứt chuyện Suối Tiên, không nhắc lại nữa.
Tả Kinh Luân ôm thi thể của Liễu Khanh Khanh vẫn chìm trong nỗi buồn cho đến khi công chúa rời đi mới lấy ra phù hiệu thật từ trong lòng. Vào tối hôm đó, Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương, Cẩm Huyên và Tả Kinh Luân cùng trở về thung lũng Đào Hoa. Dù vết thương của Liễu Khanh Khanh khá sâu nhưng tạm thời không đe dọa đến tính mạng, chỉ là không thể tỉnh lại ngay lập tức. Hóa ra Liễu Khanh Khanh đã đoán được rằng bản đồ dẫn nước có liên quan đến công chúa và Tả Kinh Luân cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ sự thật. Vì thế hai người cùng nghĩ ra một kế hoạch diễn một vở kịch để công chúa thấy Liễu Khanh Khanh đã chết và phù hiệu vỡ vụn, như vậy chuyện thung lũng Đào Hoa sẽ không còn là ám ảnh nữa. Long bà vội vã đến thấy Liễu Khanh Khanh yếu ớt tức giận đuổi mọi người ra ngoài, sau đó đuổi theo Tả Kinh Luân đánh, nói sẽ tính sổ với anh sau khi Liễu Khanh Khanh tỉnh lại. Thẩm Phi Dương và Long bà kể lại chuyện ra ngoài, Long bà thở dài, từ ngày Tả Kinh Luân đặt chân đến thung lũng Đào Hoa, nơi này sẽ không giống như trước nữa. Cẩm Huyên có vài lời muốn nói với Thẩm Phi Dương, nhưng anh lại lạnh lùng nói họ không còn gì để nói, chờ Liễu Khanh Khanh hồi phục họ sẽ rời đi. Cẩm Huyên cảm thấy bị tổn thương, nếu trong lòng cô không có Thẩm Phi Dương thì làm sao cô sẽ giúp anh nhiều như vậy? Cẩm Huyên đã lừa Thẩm Phi Dương, nhưng việc cô thích anh thì chưa bao giờ lừa dối ai cả. Khi Liễu Khanh Khanh tỉnh dậy và thấy mình đã ở trong thung lũng Đào Hoa, cô thở phào nhẹ nhõm. Tả Kinh Luân kể lại những gì đã xảy ra sau đó cho cô, hy vọng cô đừng lo lắng. Nhưng Liễu Khanh Khanh rút tay ra khỏi tay Tả Kinh Luân và ra lệnh cho anh rời đi, Tả Kinh Luân cũng không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời rời đi. Công chúa muốn hành hạ Ba Xuyên tướng quân, để anh ta chết trong tuyệt vọng. Cống hiến suối tiên cho hoàng đế cũng là để xóa bỏ sự nghi ngờ về Tả Kinh Luân, chỉ là cười chê trên đời này làm sao có suối tiên. Bây giờ Tả Kinh Luân ghét cô ta đến cùng, công chúa cảm thấy tuyệt vọng. Ba Cửu nói Tả Kinh Luân đang dưỡng sức ở biệt viện, công chúa muốn gặp anh nhưng cuối cùng quyết định để anh nghỉ ngơi tốt. Liễu Khanh Khanh cuối cùng đã đồng ý gặp Tả Kinh Luân, nhưng cô lại mong anh sớm trở về vì anh vốn không thuộc về thung lũng Đào Hoa. Tả Kinh Luân muốn ở lại chăm sóc cho Liễu Khanh Khanh cho đến khi cô khỏe lại, dù sao trước khi vết thương lành lặn anh cũng không sẽ rời đi. Tả Kinh Luân luôn bị Tiểu Hạch Đào và những người khác cản ở ngoài cửa, trong khi Liễu Khanh Khanh nghe thấy từ bên trong mà lòng đau xót. Tả Kinh Luân vì chuyện trốn hôn ở thung lũng Đào Hoa mà bị ghét bỏ, nhưng anh không hề nản lòng. Thẩm Phi Dương sợ Cẩm Huyên sẽ chán trường, đặc biệt làm xúc sắc để tìm cô chơi, vì vậy tay còn bị thương. Cẩm Huyên thấy vậy hơi đau lòng, miệng cứng đầu nói không muốn chơi với anh, nhưng thực sự lại rất vui vẻ khi chơi cùng. Cẩm Huyên kéo Tiểu Hạch Đào và A Nguyên cùng chơi, khi Thẩm Phi Dương đến không hề tức giận mà tham gia chơi cùng họ, Tiểu Hạch Đào và A Nguyên đều kinh ngạc. Liễu Khanh Khanh sức khỏe đã tốt hơn, hiếm hoi đi ra ngoài hóng gió, Tiểu Hạch Đào thấy vậy tưởng cô sợ bị Tả Kinh Luân làm phiền, liền tự nhận sẽ không để Tả Kinh Luân vào. Nhưng ngay sau đó, Tả Kinh Luân đã đến, Liễu Khanh Khanh lập tức quay người trở về phòng. Tả Kinh Luân lại đến tìm Liễu Khanh Khanh, Tiểu Hạch Đào dựa vào trách nhiệm đuổi anh ra, nhưng không ngờ Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên mang theo đồ ăn ngon để hối lộ Tiểu Hạch Đào và A Nguyên. Cuối cùng, Tiểu Hạch Đào và A Nguyên vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thức ăn, Liễu Khanh Khanh nghe thấy tiếng động bên ngoài lặng lẽ nằm xuống. Tả Kinh Luân mang bánh tuyết hoa về nhưng Liễu Khanh Khanh vẫn không có hứng thú ăn, Tả Kinh Luân không làm gì sai, không cần phải lo lắng để làm vui lòng cô. Nhưng tất cả những điều này đều là Tả Kinh Luân tự nguyện, Liễu Khanh Khanh thấy vậy lại càng buồn bã hơn. Đêm đó, Liễu Khanh Khanh dậy mở cửa, Tả Kinh Luân ngủ ở cửa tự nhiên ngã xuống, khi tỉnh dậy nghĩ rằng Liễu Khanh Khanh đói, vội vàng làm một bát mì cho cô. Liễu Khanh Khanh biết mọi người ở thung lũng Đào Hoa không quan tâm đến Tả Kinh Luân, nhưng anh vì muốn sửa chữa mối quan hệ với họ cũng đã cố gắng hết sức. Trước kia ở thung lũng Đào Hoa, anh luôn nghĩ cách ra ngoài, nhưng lần này trở lại, Tả Kinh Luân lại cảm thấy thân thuộc và tự nhiên, anh cảm nhận được thung lũng Đào Hoa chính là nhà của mình. Hôm sau, Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên cùng mọi người đi bắt cá. Sau khi mọi người đi, Long Bà đến thăm Liễu Khanh Khanh, nói đã thấy Tả Kinh Luân và mọi người đi bắt cá. Lần này thấy Tả Kinh Luân có vẻ đã thay đổi nhiều, hỏi Liễu Khanh Khanh lần này có kế hoạch gì. Long Bà quyết định sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Liễu Khanh Khanh, lần này họ ra ngoài gặp nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành nhiều. Tả Kinh Luân đã lâu không xuất hiện, trưởng công chúa trong lòng có chút nghi ngờ. Bích Xuân khuyên cô nên đi xem Tả Kinh Luân, nhưng trưởng công chúa lại mắng cô một trận, ra lệnh không cho ai làm phiền Tả Kinh Luân. Nhưng Bích Xuân trong lòng đã quyết tâm, nhất định phải làm rõ Tả Kinh Luân có ở trong biệt viện hay không. Sau khi đi bắt cá về, Thẩm Phi Dương hiếm khi nói vài lời tốt cho Tả Kinh Luân, nhưng khuôn mặt Liễu Khanh Khanh vẫn rất khó coi. Buổi tối, Cẩm Huyên mang đồ ăn đến tìm Liễu Khanh Khanh, hy vọng cô hiểu được sự khó xử của Tả Kinh Luân, bị kẹt giữa cũng gặp khó khăn khi thực hiện điều đó. Tả Kinh Luân rất quan tâm đến Liễu Khanh Khanh, thậm chí có lúc anh tưởng rằng Liễu Khanh Khanh đã chết và muốn tự tử theo. Bây giờ, Tả Kinh Luân trông có vẻ như không có chuyện gì, nhưng thực tế, anh ấy đau lòng hơn bất kỳ ai. Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương cùng nhau nướng cá, trước kia cô cảm thấy thung lũng Đào Hoa rất nhàm chán, nhưng bây giờ lại rất thích nơi này. Thẩm Phi Dương từng nói chiếc châm hoa đào chỉ thuộc về mình cô. Cẩm Huyên hỏi anh có còn giữ lời không, Thẩm Phi Dương vội vàng gật đầu. Cẩm Huyên đeo chiếc châm hoa đào lên, cô biết điều này có ý nghĩa gì, cô sẵn lòng đeo châm hoa đào vì Thẩm Phi Dương,
nhưng cô vẫn muốn sống cuộc sống mình muốn. Thẩm Phi Dương luôn biết họ thích những thứ khác nhau, nhưng anh thích thấy Cẩm Huyên cười vui vẻ. Những nơi như Kim Lăng, Thượng Kinh, anh đều muốn cùng cô đến xem. Cẩm Huyên vừa khóc vừa cười, Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân thấy họ như vậy nhưng lại cảm thấy buồn. Liễu Khanh Khanh nói vết thương của mình gần như đã khỏi hẳn, Tả Kinh Luân còn có việc của mình phải làm. Bất kể trưởng công chúa đã làm gì, bà ấy vẫn là mẹ của Tả Kinh Luân. Liễu Khanh Khanh biết Tả Kinh Luân mà cô quen biết, không bao giờ là người nhút nhát. Tả Kinh Luân hiểu và cũng rất biết ơn sự thấu hiểu của Liễu Khanh Khanh. Sáng sớm hôm sau, Tả Kinh Luân được Long Bà gọi đến thánh điện. Trước kia bà có định kiến với người ngoại quốc, nhưng sự xuất hiện của Tả Kinh Luân đã làm cho thung lũng đào hoa thay đổi rất nhiều, bà nên cảm ơn Tả Kinh Luân. Liễu Khanh Khanh tưởng rằng Long Bà sẽ trừng phạt Tả Kinh Luân và vội vã đến, không ngờ Long Bà không còn trách móc anh, thậm chí còn để họ tốt đẹp nói chuyện. Liễu Khanh Khanh quay người bỏ đi, Tả Kinh Luân vội vàng ôm cô xin lỗi, trong lòng Liễu Khanh Khanh có anh, và cuối cùng họ đã giải quyết hết mọi hiểu lầm. Tả Kinh Luân tự tay làm một băng ghế dài, Thẩm Phi Dương cả ngày đều ở bên Cẩm Huyên chơi trò trọi gà, Long Bà nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Tả Kinh Luân dự định sẽ rời đi, lần này Cẩm Huyên ở lại thung lũng đào hoa là được. Nhưng Cẩm Huyên từ nhỏ đến lớn luôn theo anh, cũng không muốn rời xa. Bên ngoài có nhiều tin đồn, nói rằng Tả Kinh Luân đã đến thung lũng đào hoa. Lúc này cung điện gửi thư yêu cầu Tả Kinh Luân và trưởng công chúa cùng lên kinh đô giải thích chuyện thung lũng đào hoa, trưởng công chúa trong lòng rất hoang mang. Tả Kinh Luân và Cẩm Huyên sớm đã khôi phục trang phục thường ngày chuẩn bị rời đi, Liễu Khanh Khanh không thích chia tay, họ chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Nhưng Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương vẫn đuổi theo, tất cả vì thung lũng đào hoa mà bắt đầu, họ đã làm rất nhiều việc vì thung lũng đào hoa, không thể để họ đối mặt một mình. Trưởng công chúa đang chuẩn bị một mình lên kinh đô, Tả Kinh Luân quay về nhà, anh hiểu lòng tốt của trưởng công chúa, tiếp theo anh cũng sẽ gánh vác những việc này. Ba Cửu thấy Cẩm Huyên trở về rất vui mừng, nhưng thấy Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương nắm tay nhau lại cảm thấy buồn bã. Liễu Khanh Khanh và Thẩm Phi Dương sẽ cùng Tả Kinh Luân họ lên kinh đô, trưởng công chúa thấy họ rất ngạc nhiên. Ba Cửu sẽ giúp Tả Kinh Luân chăm sóc tốt cho Dương Châu, Tả Kinh Luân thực sự rất yên tâm về anh là cánh tay đắc lực của mình. Trên đường lên kinh đô, Tả Kinh Luân, trưởng công chúa và Liễu Khanh Khanh ở chung một xe ngựa, không khí rất gượng gạo. Trưởng công chúa yêu cầu Tả Kinh Luân ra ngoài trước, Tả Kinh Luân vội vàng tuân lệnh rời đi. Trưởng công chúa hiểu rằng mình đã tự mình làm khổ Liễu Khanh Khanh, Liễu Khanh Khanh cho biết cô đã buông bỏ. Không cần trưởng công chúa phải lo lắng, trưởng công chúa rất an ủi vì sự rộng lượng và hòa ái của cô. Khi đến kinh đô, hoàng đế chỉ cho phép Tả Kinh Luân một mình yết kiến, không cho phép trưởng công chúa trở về nhà nghỉ ngơi. Tả Kinh Luân nói rằng suối Tiên chỉ là nước suối bình thường, không khác gì các suối nước khác, nhưng hoàng đế vẫn khăng khăng tin rằng suối Tiên có công dụng kéo dài tuổi thọ. Tả Kinh Luân vào cung đã gần 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa có tin tức, Liễu Khanh Khanh và Cẩm Huyên cùng mọi người đều rất lo lắng, nhưng may mắn là cuối cùng Tả Kinh Luân cũng trở về an toàn. Tả Kinh Luân nói với hoàng đế, anh đã ở thung lũng đào hoa rất lâu nhưng chưa bao giờ phát hiện ra người trường sinh, người dân của thung lũng đào hoa không có gì khác biệt so với người bình thường. Hoàng đế rất thích kiểu sống này, Tả Kinh Luân biểu thị rằng lần này trở về thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, nơi họ ở tự nhiên cũng là thung lũng đào hoa. Hoàng đế rất vui mừng, không còn bận tâm về chuyện thung lũng đào hoa nữa, thậm chí còn quyết định ban hôn cho Tả Kinh Luân. Sau đó, hoàng đế cũng xử lý Bi Chính ở bên cạnh mình. Trưởng công chúa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đều viên mãn. Cẩm Huyên và Thẩm Phi Dương chơi đùa ở nơi phồn hoa của Thượng Kinh. Tả Kinh Luân cũng dẫn Liễu Khanh Khanh đi dạo nơi anh từ nhỏ lớn lên, chuẩn bị mang một số đồ về cho dân làng thung lũng đào hoa xem. Không bao lâu sau là ngày Tả Kinh Luân và Liễu Khanh Khanh kết hôn, họ quyết định tổ chức lễ cưới ở thung lũng đào hoa. Mọi người trong làng thấy họ cuối cùng cũng đến được với nhau mà rất vui mừng, Thẩm Phi Dương cũng không nhịn được mà đề cập đến chuyện kết hôn với Cẩm Huyên hơi ngượng ngùng. Liễu Khanh Khanh chưa xuất hiện khi mọi người đang bàn tán xôn xao, cô ấy mặc váy cưới từ trên trời giáng xuống, giống như lần đầu gặp Tả Kinh Luân. Họ cuối cùng đã hoàn thành lời hứa, đeo đôi ngọc phượng hoàng kết hôn. 5 năm sau, con của Liễu Khanh Khanh và Tả Kinh Luân, Tiểu Đào Hoa, đã trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm, cả gia đình ba người rất hạnh phúc. Tả Kinh Luân vẫn làm quan ở Dương Châu, mặc dù không thể thường trú ở đây, nhưng hạnh phúc dài lâu, êm đềm trôi qua.